Mục thần ký tập 217, Bắc đế thần binh, tập 218, Tiếp xúc dị vực, tập 219, Tân Yến trở về, tập 220, Nghiệt quấn thân chúc các bạn xem video vui vẻ. Lần này luyện độc hao tổn thời gian và tinh lực, tần mục luyện độc là phối hợp các loại độc với nhau, cần luyện chế nhiều lần. Trước luyện ra mấy trăm loại độc đan cơ sở, dùng độc đan nuôi dưỡng độc vật, như độc trùng độc cáp độc cổ, lại lấy độc trùng độc cáp độc cô là phân bón, trồng trọt độc cô, độc thảo, liên tục như vậy luyện đến cuối cùng, luyện thành mấy viên trứng độc, bị hắn trồng vào xương tủy hai cái chân. Vỏ độc trứng không dễ tan nhưng khi cốt tủy tạo máu sẽ phá sát ra ngoài, theo huyết dịch xâm nhập toàn thân, hỏng thần tàng, vỡ nguyên thần, diệt hồn phách. Hắn vừa luyện xong kỳ độc, lưu lại chút độc trứng dự phòng, từ vân hương đến báo tin, nói trưởng lão trong giáo và cao thủ tinh thông ngũ quỷ bàn vận thuật đã đến. Tần mục thở phào một hơi, trầm giọng nói, trong mời, tư vân hương mời người thiên ma giáo đến, tần mục nhìn chung quanh một vòng, nhìn thấy người thiên ma giáo hôm nay đã có không ít là tướng quân trong quân trên người còn mặc áo giáp chưa bỏ xuống ngũ quỷ bàn vận thuật cũng không phải pháp thuật lợi hại đến cực điểm trên thực tế rất bất nhập lưu thu về pháp thuật hạ cửu lưu nhưng cho dù là pháp thuật thấp kém cũng có uy năng không thể tưởng tượng nổi pháp thuật không có tốt xấu mấu chốt là tác dụng gì nếu như cưỡng ép đánh vào hương giếng cho dù những người này học được pháp thuật thần thông lợi hại nhất mỗi người đều là cảnh giới thần kiều chỉ sợ tử thương nặng cũng không cách nào ngăn cản bạch kích thần linh khởi động ngũ đôi âm nhưng pháp thuật ngũ quỷ bàn vận thuật thấp kém lại có thể mang ngũ lôi ấm đi hơn nữa không cần chết bất luận kẻ nào các vị tần mục khom người thi lễ nói lần này chỉ có thể thành công không được thất bại nếu không chính là lôi tai bao phủ duyên khang không biết bao nhiêu lê dân bách tính chết có thể thành công hay không phải xem bản lĩnh các vị mọi người vội vàng đáp lễ việc nằm trong phận sự không dám nhận đại lễ giáo chủ tần mục đứng thẳng trầm giọng nói bên trong ngũ lôi ấm ẩn chứa đông nam tây bắc trung nam đại vân lôi Bên trong Vân Lôi có dấu Hỏa Linh Thần binh, cho dù vận chuyển thần bảo cũng phải cẩn thận, không thể xúc động uy lực của nó. Các vị có hiểu biết năm đại Vân Lôi không? Mọi người nhìn nhau, một vị trưởng lão vượt qua đám người, nói: "Giáo chủ, ta thật có hiểu biết về năm đại Vân Lôi và Hỏa Linh Thần binh. Ta thời trẻ du lịch khắp nơi, có nhìn thấy một bản kỳ thư tại Đại Khư Huyền Vũ miếu, phía trên ghi lại một chút giai thoại về Bắc Đế, tần mục nghiêm túc, lại là đại khư. Năm đại Vân Lôi và hòa Linh Thần binh chính là bảo vật do Bắc Đế luyện." vị trưởng lão kia chính là thiên ma giáo tư công trưởng lão nói bắc đế còn gọi là huyền vũ đại đế am hiểu lối pháp thần thông năm đại vân lôi và hòa linh thần binh là thần thông sở trường của hắn uy lực cực lớn bên trong đại khư huyền vũ miếu quyền kỳ thư kia khắc lên lưng huyền quy toàn thân đúc sắt mở sách rất khó ta lật ra hai trang thiết thư chỉ thấy một ít ghi chép trong đó khai hoàng đã từng thiết yến mời bắc đế đến đây bắc đế lộ ra một tay lôi vân xuyên qua các giới khai hoàng khen ngợi không ngớt đằng sau quyền kỳ thư kia còn có cái gì ta không biết tần mục kinh ngạc bác đế khai hoàng giữa bọn họ còn có liên hệ bác đế đã từng bị khai hoàng mời đi làm khách trong quyển sách này nói đến một chút ảo rượu năm đại vân lôi của bác đế ta cũng hơi có nghiên cứu lôi pháp từ công trưởng lão nói đại vân lôi pháp đã thất truyền nhưng trong đại dục thiên ma kinh lại có tiểu vân lôi pháp ta tu hành chính là tiểu vân lôi pháp mặc dù ta chỉ đọc được hai trang trong quyển kỳ thư lại làm tu vi tiểu vân lôi pháp tiến nhanh thu hoạch lợi ích không nhỏ nếu giáo chủ tin ta lần này nên do lão hủ vận chuyển ngũ quỷ tần mục gật đầu nói pháp thuật thần thông tiểu vân lôi pháp uy lực không nhỏ tư công trường lão đã tu hành pháp thuật này không bằng người ta trao đổi một chút người nói đi ta nhận xét về tiểu vân lôi pháp tư công trường lão giảng giải lĩnh ngộ của mình về tiểu vân lôi pháp với mọi người tần mục cẩn thận lắng nghe hắn ấn chứng với đại dục thiên ma kinh của mình chờ hắn giảng về tiểu vân lôi pháp xong lúc này mới nói cũng nói lý giải của mình về tiểu vân lôi pháp hắn từ nhỏ được trí lão già trong tàn lão thôn chỉ điểm tầm mắt kiến thức cao đã sớm đạt tới độ cao người thường khó với tới lại thêm tiểu phu truyền kinh trên đá bảo thuyền tần hán chân mồi dưỡng còn có tìm hiểu trong đại lôi âm tự phiến đá ngộ đạo kiếm ngộ đạo tiểu ngọc kinh khánh môn quan nhìn trộm quốc sư ngộ đạo mặc dù không nói tầm mắt kiến thức của hán đệ nhất thiên hạ nhưng không có mấy người vượt qua hán tiểu vân lôi pháp là pháp thuật trong đại dục thiên ma kinh tiểu phu truyền kinh trên đá có giải thích rất cao về pháp thuật này tần mục có người điếc vào mọi người chỉ điểm bản thân lại là đại tông sư khai sáng lục hợp nguyên thần chỉ điểm lối pháp cho tư công trưởng lão là không thành vấn đề tần mục giảng xong mọi người như si như say mỗi người đều có ngộ ra tư công trưởng lão nghe xong nội tâm vô cùng khâm phục vui lòng phục tùng khen giáo chủ ngút trời kỳ tài là thánh giáo chủ trời sinh tần mục mặc dù tuổi nhỏ vừa mới 16 tuổi tu vi vẫn là lục hợp cảnh nhưng kiến thức cao nhận xét sâu xa đã có thể thuyết phục cường giả thần kiều như hắn người cẩn thận tìm hiểu mấy ngày nay sẽ mang ngũ lôi ấm đi tần mục hỏi thăm tư vân hương nói hoàng đế tới nơi nào hoàng đế vừa tới u châu cách nơi này hơn 10 ngày lộ trình tư vân hương nói ý của bệ hạ là thỉnh giáo chủ kéo dài thời gian 10 ngày cho dù không thể kéo dài 10 ngày cũng muốn kéo dài 8 ngày sau 8 ngày hắn sẽ nổ súng từ năm ngàn dặm đánh giết bạch khích tần mục lắc đầu nói bạch khích sẽ không cho chúng ta thời gian 8 ngày ba năm ngày sau hắn sẽ có quyết định chiến sự thần đoạn sơn mạch như thế nào Tư Vân Hương cao mày, nói, nơi đó đã hủy sạch, đâu đâu cũng có dư âm thần thông, cho dù là cao thủ thiên nhân cảnh cũng không thể tiến vào trong. Hoàng đế đã lệnh tướng sĩ hai quan duyên biên, mật thủy quay lại, bỏ qua duyên biên và mật thủy quan, tránh bọn họ bị liên lụy, còn chiến đấu thắng thua. Nàng lắc đầu, nói, hoàng đế hạ lệnh, bảo chủ tướng hai quan đi kiểm tra, còn không có tin tức chuyển về, nơi đó, còn không ai đi ra, trái tim tần mục run rẩy, hắn thở dài, ánh mắt sắc bén vậy giải quyết bạch khích thần linh trước ta tự mình đi qua một chuyến sống phải thấy người chết phải thấy xác từ công trưởng lão cho các người thời gian hai ngày các người mau chóng chuẩn bị kỹ càng chúng ta không đợi hoàng đế từ công trưởng lão nghiêm túc vội vàng đi diễn luyện hơn trăm người phối hợp thi pháp hai ngày bọn họ phải phối hợp thật khăng khít đồng thời thi triển một loại công pháp nhưng không hề loạn lên chút nào không thể xúc động uy năng của ngũ lôi ấm rất khó nhưng thời gian cấp bách bọn họ không có nhiều thời gian tập luyện đột nhiên thần thông giả thủ hộ hương giếng tới báo, nói, tần giáo chủ, thần linh mời, tần mục nghiêm túc, đứng dậy tiến đến, trong hương giếng, khí sắc bạch khích thần linh tốt hơn nhiều, hiển nhiên hai ngày này chính hắn luyện đang điều trị thương thế, thương thế của hắn đã nhẹ hơn không ít, vì vậy tu vi khôi phục một ít, nhưng hắn bị chặt đứt một chân, không có khả năng chạy trốn, hiện tại tần mục lo lắng hắn cá chết lưới rách, cuối cùng bạch khích thần linh vẫn ở bên cạnh ngũ đồi ấm, tiểu hữu, gần đây có rất nhiều khách nhân tới nha sừng nhọn trên đầu bạch khích thần linh phát sáng từng tia sáng chạy quanh sừng nhọn và chảy khắp toàn thân cười nói tần mục quan sát tỉ mỉ ánh sáng trên sừng đối phương nội tâm chấn động cái sừng nhọn phát ra chấn động luyện máu hư trong người đối phương có lẽ là công pháp luyện thể từ đó cơ năng thân thể khôi phục nhanh hơn lúc trước bạch khích thần linh bị hắn đánh tàn phế ngay cả khả năng chạy chối chết cũng không có mấy ngày nay khôi phục một chút tu vi hắn bắt đầu khôi phục thương thế người tới đều là tiểu nhân vật không thể uy hiếp thần linh sư huynh nói đúng không Tần Mục cười nói, ta thấy sư huynh khôi phục thương thế rất nhanh làm ta có chút lo lắng, sợ ngươi lật lọng, sẽ không làm trò lời hứa. Ta cảm thấy, hiện tại đã đợi 6-7 ngày, không cần chờ đợi thêm nữa, nên nhanh chóng ký kết khế ước thổ bá đi, cải lương không bằng bạo lực, vào hôm nay chứ, cam kết gì, ta từng hứa hẹn gì với ngươi sao, ha ha ha, bài khích thần linh cười ha ha, giọng nói như sấm, vang vọng toàn thành, ta nói đùa đấy, nhìn ngươi sợ hãi sắc mặt tái nhợt, như đã đợi 6-7 ngày sao không lại không chờ thêm ngươi không phải đã nói nối liền thần thoái cho ta sao ta còn chưa nối chân chờ nối thần thoái chúng ta lại ký kết ước hẹn thổ bá vẻ mặt tần mục biến hóa lạnh lùng nói ta nối liền chân của ngươi thực lực của ngươi khôi phục nhiều như vậy khởi động ngũ lôi ấm liền xoay người bỏ chạy chẳng phải ta phải gánh tội nghiệp khi vô số con dân duyên khang chết đi cái chân của ngươi chờ chúng ta ký kết ước hẹn thổ bá lại nối cũng không muộn bạch khích thần bàn tay che ở ngũ lôi ấm bên trên cười tùng tìm nói ngươi gọi tần mục đúng không ta đã hỏi thăm thần thông giả bên ngoài thiên ma giáo chủ tần mục hơn nữa còn là nhân hoàng quả nhiên lợi hại đánh gãy một chân của ta hư sinh hoa đi tìm ngươi nhưng chậm trả chưa về hẳn là bị ngươi diệt trừ nhưng cũng khó trách hắn sao có thể đấu quang ngươi tới đây nối chân cho ta chúng ta có thể nói chuyện nếu không ta lập tức dẫn động ngũ lời ấm tần mục biến sắc quát giao vương thần thủy quang xuất hiện sau lưng hắn giao vương thần xuất hiện khom người nói giao vương thần ở đây chủ công phân phó bạch khích thần linh cười lạnh nói tần giáo chủ không nên làm loạn tay của ta còn ở trên ngũ lồi ấm đấy khóe mắt tần mục co giật đột nhiên hắn cười nói bạch khích sư huynh quả nhiên lợi hại ta nối chân giúp ngươi là được sao vương thần không cần khẩn trương người đi mang thuốc dẫn tới đây cho ta bạch khích sư huynh ngươi lựa chọn cái chân nào bạch khích thần linh ném cái chân ngắn ra mỉm cười nói cái chân ngắn này không thích hợp ngươi lấy hai cái chân khác ra đây cho ta chọn một nụ cười trên mặt tần mục cứng đờ ra mặt co giật bạch khích thần linh dùng một chân đứng lên vẻ mặt mỉm cười thản nhiên nói tần giáo chủ có ý kiến gì hay sao tần mục hít sâu một hơi hắn lấy hai cái thần thoái khác ra cắn chặt răng nói không có bạch khích sư huynh chọn đi bạch khích thần linh liếc nhìn hắn một cái nhìn thấy sắc mặt tần mục biến thành màu xanh cười ha ha nói người trẻ tuổi vẫn không giữ được bình tĩnh pháp lực của hắn tuôn ra cuốn lấy hai cái thần thoái hắn cẩn thận kiểm tra một phen không có phát hiện tần mục động tay chân gì cười nói ta lựa chọn cái này tần giáo chủ tần thần y ngươi tới nối cho ta đi tần mục áp chế lửa giận nói còn xin sư huynh nằm xuống bạch khích thần linh nằm xuống bàn tay vẫn đặt lên ngũ lôi ấm lo lắng nói không nên nghĩ động tay chân gì chỉ cần tay ta hơi động ngũ lôi ấm bộc phát lôi vân diệt thế dễ như trở bàn tay bảo vật bắc đế đừng nói diệt đi duyên khang cho dù là thời kỳ khai hoàng không phải cũng biến thành đại hư hắc hắc bạch khích thần linh nhìn chằm chằm vào tần mục tần mục rất cẩn trọng hắn nghiêm túc nối chân cho hắn không có lời oán giận nào, cũng khâu bắp đùi của hắn. Bạch khích sư huynh không phải nhân tộc đúng không? Tần mục cẩn thận kiểm tra thần kinh, hắn kích thích thần kinh bị đứt đoạn, dùng thuốc điều trị, nói, ta thấy cấu tạo thân thể người khác biệt nhân tộc, người là chủng tộc nào? Mi tâm bạch khích thần linh sinh ra ánh sáng, nguyên thần bay ra khỏi mi tâm, đó là một con long mã, lưng có hai cánh, đầu sinh sừng dài, lông bồng tung bay, toàn thân trắng như tuyết, tinh thần phấn chấn, quả nhiên là long mã. Tần mục ngẩng đầu nhìn một cái, khen, quả nhiên là thần tuấn loại nguyên thần này thật hiếm thấy từ thần tuấn dùng hình dung ta thật hợp với tình hình nguyên thần bạch khích nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của hắn mở miệng nói ta rất ít hiện chân thân lúc trước tại khai hoàng khụ khụ tại cổ đại đương nhiên thời điểm đó ngươi chưa ra đời thần tuấn giống ta chỉ có thể làm chân chạy truyền tin làm tọa kỵ cho người khác thật bôi nhọ cho ta gương mặt tần mục hơi co giật nói như vậy bạch khích sư huynh làm thế nào tới thượng thương bạch khích thần linh thở dài thiên biến địa cải thần linh địa vị hèn mọn như ta làm sao có ngày nổi danh dị biến phát sinh không bao lâu ta liền đầu hàng về sau đại khứ xuất hiện lúc trước rất nhiều người đầu hàng giống ta còn luồn cúi hơn ta bọn họ rời khỏi giới này hưởng phúc chỉ có mấy người chúng ta lưu lại những người này vỗ mông ngựa tốt mặc dù ta làm ngựa nhưng vuốt mông ngựa không bằng bọn họ chẳng qua cũng tốt thà làm đầu gà hơn làm đuôi trâu hắn cười nói những người này biết luồn cúi nhưng đã đến thượng giới bọn họ cũng là tầng dưới chót ngược lại không bằng chúng ta lưu lại hạ giới có thể làm mưa làm gió cao cao tại thượng hưởng thụ chúng sinh quỳ lại nhưng người đến nay vẫn là chân chạy tần mục mỉm cười nói bạch khích thần linh giận tím mặt thần uy bộc phát Ngươi nói cái gì tần mục cười nói đừng kích động coi chúng ta nối sai thần kinh nếu không cho dù nối tốt người cũng cả thọt bạch khích thần linh thở dài nói ngươi nói không sai ta thật sự là chân chạy lúc trước là chân chạy truyền tin hiện tại chân chạy hàng kiếp công việc bẩn thiêu cực cũng đều là của ta hơn nữa việc còn bẩn hơn trước kia, nhưng cũng bất đắc dĩ, ta không làm thì khó thoát khỏi cái chết, thượng thương tứ quân lợi hại cỡ nào, bản lĩnh cao hơn ta, cũng không phải chỉ có thể làm chân chạy, chẳng những chân chạy, hơn nữa còn phải liều mạng, bọn họ không biết có mấy người còn sống sót, hắn lộ ra vẻ ưu sầu, đến nay vẫn không có vũ khí thiên tượng khởi động, nói rõ đám người kiều tinh quân giữ nhiều lành ít, tần mục nói, lần này ngươi đầu hàng ta, ta có thể cho ngươi làm sơn thần, hưởng dụng cung tế, không bằng ngươi làm sơn thần bên cạnh dũng giang đi làm bạn với Hoạn long quân hàng năm có người lên núi treo cổ nhảy núi đều là cơm nước của người ta có chỗ tốt bên cạnh lộc huyện có ngọn núi tên là bách tuế sơn phong cảnh xinh đẹp hùng sơn vạn trượng người tới đó làm sơn thần sẽ không bôi nhọ người phi bạch khích thần linh cười đùa nói ta cũng không phải ra hỏa không biết xấu hổ như hoạn long quân ta đã đầu hàng một lần làm sao có thể đầu hàng lần thứ hai còn muốn mặt mũi hay không lại nói ta ăn chay người ăn chay từ khi mới đẻ không ăn thịt người ta lúc trước cũng muốn làm sơn thần đáng tiếc bởi vì chạy quá nhanh chỉ có thể làm chân chạy truyền tin nếu như ta chạy chậm một chút nói không chừng còn có thể rơi mất chức quan tần mục dở khóc dở cười đây cũng là bản lĩnh hại ngươi bạch khích thần linh cười nói ngươi rất không tồi có thiện tâm ta rất thưởng thức ngươi ngươi nối tốt chân của ta chúng ta có thể nói chuyện cho dù duyên khang quốc bị diệt ngươi cũng có thể theo ta đi thượng thương chuyện khác không dám nói tốt xấu gì có ta bảo vệ ngươi một nhà già trẻ bình yên tần mục cảm ơn nói lưu lại đường lui cho mình cũng tốt ta rất sớm muốn đi thượng thương đáng tiếc không có thần hương liên lạc không được chuyện này dễ dàng ta có ánh mắt bày khích thần linh lóe sáng nói chỉ cần ngươi chữa tốt thương thế cho ta ta thuận lợi hoàn thành chàng hàng tay này ta dẫn ngươi đi thượng thương tần mục sắc bột phấn lên vết thương từng dây thần kinh sinh trường chúng động đậy như con run nhỏ cười nói ta tính toán cùng ngươi ký kết ước hẹn thổ bá ngươi không cần hàng tay ngươi có thể đầu hàng ta sư huynh chờ chân của người nối tốt chúng ta liền lập tức ký kết ước hẹn thổ bá lần này ngươi không thể chơi xấu bạch khích thần linh nhìn thủ pháp của hắn nhìn thấy mười ngón tay của hắn tung bay tốc độ nhanh làm người ta không kịp nhìn nhưng chỉ pháp lại tinh tế tỉ mỉ giống như xe chỉ luồn kim lại mang y đạo chỉ pháp kinh ngạc nói ngươi học hay sao thủ pháp của người giống như thợ may hiểu sơ tần mục nguyên khí thành tơ nhanh chóng ghép thần kinh nói đã từng học qua mấy năm bạch khích thần linh hiếu kỳ nói ngươi còn học qua cái gì chỉ pháp của tần mục càng lúc càng nhanh nhanh chóng nói trận pháp quyền pháp đồng pháp đao pháp thần pháp rèn đúc thư họa thợ mộc thì từ ca phú đều hiểu sơ một ít chân gãy của bạch khích thần linh nhanh chóng nối liền với dây thần kinh của thần thoái hắn lập tức chân mình trở lại cơ thể hắn vừa mừng vừa sợ liếc tần mục thầm nghĩ tiểu tử này bản lĩnh không tồi lòng dạ cũng không xấu thật không muốn giết hắn như vậy đáng tiếc tần mục lại nối liền mạch máu ghép lại xương gãy dùng long tiên của long kỳ lân kích thích huyết nhục sinh sôi nói còn thừa lại cốt tủy chưa dung hợp điểm này khó khăn nhất sư huynh cốt tủy có tác dụng tạo máu tác dụng cực lớn ta cần dùng thuốc bôi một hồi sau đó tẩm bổ cốt tủy chân gãy cốt tủy có thể tạo máu sau khi cốt tủy tạo máu người phải ký kết ước hẹn thổ bá với ta người không cần hàng kiếp ta cho người quay về thượng thương bạch khích thần linh phân biệt mỗi một loại dược liệu xác nhận hắn không có động tay chân cười nói dậy nói tần mục thở phào nhẹ nhõm sai người nhấc cái nồi lớn tới thả dược liệu vào trong nước sai người nhóm lửa nói đại khái hai ngày khi đó cốt tủy có thể tạo máu bạch khích thần linh vội vàng nói đặt nồi lớn gần một chút tay của ta không thể rời khỏi ngũ lôi ấm tần mục cười nói bạch khích sư huynh làm việc thật sự giọt nước không lọt ngươi còn có thể sợ ta làm trò gì hay sao Nồi ngay ở chỗ này không rời đi tay của ngươi vẫn đặt trên ngũ lôi ấm bên trên ta còn lo lắng ngươi dẫn động ngũ lôi ấm đấy bạch khích thần linh nhìn hắn hai người đối mắt với nhau tần mục không nhường chút nào bạch khích thần linh sảng khoái tinh thần long mã lên tinh thần cười ha ha nói thôi được tùy ngươi là được tần mục ngồi bên cạnh hắn lẳng lặng chờ đợi giao vương thần thủ ở bên cạnh nguyên thần bạch khích thần linh bảo hộ ở trên không tùy thời chuẩn bị khởi động ngũ đột ấm bản thân hắn ngâm trong nồi từ từ cảm giác được dược lực xâm nhập thương thế chân của mình tẩm bổ huyết nhục dược lực dần dần thâm nhập khung xương thoải mái cốt tủy thoải mái bạch khích thần linh cảm thán trêu gạo nói tần giáo chủ đã có gia đình chưa thành thân tần mục lấy đồng hồ mặt trời ra quan sát thời gian đồng hồ mặt trời rất tinh tế nói ta thành thân hai lần đáng tiếc ta còn tính toán chờ ngươi đến thượng thương giới thiệu cho ngươi mấy mỹ nhân trong tộc bạch khích thần linh cười nói các người sinh đứa bé nói không chừng lại là nửa người nửa ngựa vừa nghĩ đã cảm thấy thú vị ha 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 tần mục không đáp tiếp tục xem bóng mặt trời bạch khích thần linh hào hứng không sai tiếp tục nói chuyện phiếm thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng cười to, có vẻ đắc chí thỏa mãn, trong bất tri bất giác, một ngày rưỡi trôi qua, tiếng cười của Bạch Khích thần linh càng lúc càng lớn, ánh mắt nhìn về phía Tần Mục càng ngày càng bất thiện, Tần giáo chủ, ta kể chuyện cười cho ngươi nghe, lúc trước có người luộc vịt, vịt luộc chín, hắn đang muốn ăn, đột nhiên vịt bay đi, ha 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 ha, ngươi vì cái gì không cười, ta lại kể chuyện cười cho ngươi, sau đó con vịt quay trở về ăn tên ngốc kia, ha 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 ha, Tần Mục không nhúc nhích, tiếp tục nhìn bóng mặt trời ánh mắt bạch khích thần linh lộ ra hung quang cười lạnh nói ngươi không cười cũng không nói chuyện có phải kỳ thị ta hay không ngươi kỳ thị ta ta muốn giết ngươi tần mục ngẩng đầu lộ ra nụ cười đã đến giờ động thủ hắn vừa dứt lời đột nhiên một tiếng chấn động vang lên chung quanh hương giếng xuất hiện đại quỷ xanh nanh vàng chúng xoay tròn ngũ lôi ấm hư không tiêu thất nguyên thần bạch khích thần linh lập tức đưa tay chộp lấy nhưng bắt hụt chỉ bắt ra một đại quỷ mặt xanh nanh vàng hắn nổi giận gầm lên một tiếng lôi đình chấn động toàn bộ từ kinh thành lai động tần mục sau lưng sao vương thần tức giận gào thét hiện ra chân thân bao phủ toàn bộ nơi này đầu rồng nhìn chăm chăm vào nguyên thần bạch khích thần linh bạch khích thần linh bóp nát đại quỷ lập tức triệu hồi nguyên thần nguyên thần mới vừa tiến vào thân thể hắn cảm thấy tả khí từ thương thế xông lên xâm nhập các nơi trong thân thể chạy khắp nguyên thần và thần tàng hắn dùng mình vội vàng thôi thúc pháp lực chấn áp nguy rồi ngàn phòng vạn phòng không có phòng vệ gia vương thần thừa cơ lao xuống thân thể bao quanh bạch khích thần linh làm hắn không thể động đậy xiết hắn nổi gân xanh tần mục đứng dậy rút kiếm ném vô ưu kiếm trên mặt đất mỉm cười nói bạch khích sư huynh ta đã đun sôi con vịt từ trước đến giờ đều là bay không đi kiếm cho ngươi ngươi hiện tại có thể cắt bỏ vị trí chúng độc giao vương thần thả hắn ra ta luộc chín vịt ưa ừ thích để bản thân con vịt tự cắt chúng đầu của ta bạch khích sư huynh chỉ có thể cắt từ cổ trở xuống tất cả đều không cần giao vương thần do dự nó buông bạch khích thần linh ra bạn đang xem mục thần ký tại kênh YouTube di các phim, Bạch Khích thần linh gầm thét, thần uy cuồn cuộn, hắn chấn vỡ nổi thuốc, cất bước đi về phía tần mục, sát khí ngút trời, Giao Vương thần vô cùng khẩn trương, đang muốn ra tay, Bạch Khích thần linh giải tán thần uy, một gối chạm đất, thở dài, ta lúc trước đầu hàng một lần, lại đầu hàng một lần thì thế nào? Bạch Mỗ, vui lòng quy hàng, tần mục tươi cười, nói, ngươi yên tâm, phong cảnh Bách Tới Sơn rất tốt, ngươi rất thích hợp nơi đó, lập thể với thổ bá đi sau khi lập lời thề ta cho ngươi làm sơn thần bách tuế sơn hưởng dụng cung tế khá lâu sau sắc mặt bạch khích thần linh âm trầm điều khiển phong vân chạy tới lộc huyện bên cạnh dũng giang đưa mắt nhìn xuống hắn cao mày nhìn thấy bốn phía lộc huyện đều là gò núi cao trăm trượng rừng thiêng nước độc làm gì có núi lớn cao vạn trượng phong cảnh hữu tỉnh bạch khích thần linh hạ đám mây xuống hắn đáp xuống đất và hỏi đông phu nói ở đâu là bách tuế sơn là ở nơi đó bạch khích thần linh nhìn theo hướng ngón tay chỉ thấy bách tuế sơn là một gò núi nhỏ tràn ngập khí tức tử vong hắn tức giận nói nơi đó rõ ràng là bãi tha ma là nơi trôn thi thể vì cái gì gọi là bách tuế sơn nông phu cười nói người bình thường sau khi trăm tuổi sẽ như thế nào đương nhiên là chết đi cho nên gọi là bách tuế sơn sau khi trăm tuổi liền chôn ở nơi đó bạch khích thần linh ngẩn ngơ khó hiểu nói bách tuế sơn không phải có cao vạn chậm sao ngốc tử có sừng nông phu buồn cười nói người chết nằm xuống cao không quá mấy tấc đối với người chết bách tuế sơn cũng không phải cao vạn trượng bạch khích thần linh giận dữ nổi giận đùng đùng bay đến bách tuế sơn giận dữ nói họ tần hại ta đột nhiên dũng giang bên cạnh nứt ra một cái đầu lớn lộ ra khỏi mặt nước tò mò dò xét hắn cười nói ta nói là ai có thần khí thì ra bạch khích đạo hữu tại sao ngươi tới đây ngươi vừa mới nói họ tần hại ngươi là chuyện gì xảy ra thì ra là hoạn long quân bạch khích thần linh đứng trên đỉnh núi làm lễ ra mát nói ta tới duyên khang hàng kiếp gặp thiên ma giáo chủ người không cần nói ta biết rồi cự long hơi lắc người hóa thành diện mạo hoạn long quân sắc mặt ngưng trọng nói có phải hắn lộ ra dáng vẻ thật thà dễ bắt nạt đúng không bạch khích thần linh kinh ngạc nói làm sao người biết hoạn long quân dậm chân ta cũng bởi vì hắn thật thà cho nên mới trở thành dũng giang long vương hai thần linh một đứng trên sông một đứng trên bách tuế sơn hai mặt nhìn nhau đối lập không nói gì gió sông gào thét gió núi nghẹn ngào gió đầu xuân lạnh thấu xương qua hồi lâu, Hoạn Long Quân chậm rãi lặn vào trong nước, nói, ngươi nên chỉnh đốn bách tuế sơn một chút, xây một miếu sơn thần, sau đó ta thiết yến bài tiệc mời khách, ngọn núi của ngươi quạnh quẽ, chỉ có thanh minh và quỷ tiết mới có người đi cung phụng tào mộ, hương hỏa rất ít, nếu sống không nổi, ta cũng có thể chế lãi ngươi một chút. Bạch khích thần linh cảm giác nội tâm thê lương, Hoạn Long Quân là ăn huyết thực, phân cho hắn đoán chừng là những người nhảy sông tự sát, mà hắn lại ăn chay, trên ngọn núi này không có cây ăn quả, ngược lại chôn không ít thi thể nên xây miếu thờ trước, thành lập miếu xong, nói không chừng có tín nam tín nữ đến đây thắp hương mang theo chút rau quả, chỉ cần không có hỏng đều có thể ăn. Từ kinh thành, tần mục nhìn ngũ lôi ấm cao năm trượng trước mặt, hắn đau đầu, hồ lô lớn như thế, cất xấu năng lượng diệt thế, năm đại vân lôi, ngộ nhỡ không cẩn thận phóng thích, đó là tai nạn diệt thế, giáo chủ, ngũ lôi ấm làm sao bây giờ, có cần giấu đi hay không, người thiên ma giáo dò xét chung quanh hồ lô, trong lòng vẫn có chút bỡ ngỡ, tần mục lắc đầu nói, đặt hồ lô ở đâu cũng không an toàn, hơi không cẩn thận sẽ xúc động uy năng, thiên lôi cuồn cuộn, không biết sẽ bổ chết bao nhiêu người. Hắn đi quanh hồ lô, cảm giác khó giải quyết. Trong duyên khang quốc không chỉ có một ngũ lôi ấm đơn giản như vậy, vũ khí thiên tượng tương tự còn có 10 cái, có thể hủy diệt duyên khang quốc tầm 10 lần. Đột nhiên tần mục cong ngón búng ra, hắn điểm nhẹ vào ngũ lôi ấm, mọi người dùng mình, phạm vi hơn 10 trượng chung quanh ngũ lôi ấm thiên lôi cuồn cuộn, ngũ phương thần lôi đánh xuống, một trận lôi đình giáng xuống tất cả mọi người bị đánh cháy đen mặt như than cốc đại viện của bọn họ bị thiên lôi đánh nát trăm ngàn lôi điện cùng giáng xuống nhà đồ phòng sập mặt đất bị nóng chảy tần mục phun ra một ngụm khói đen suy tư nói thứ này dùng để rèn luyện thân thể cũng không tệ mượn nhờ năm đại vân lôi rèn luyện có thể nhanh chóng tu luyện thân thể chúng ta mang về nhà mang về thánh giáo giáo chủ sắc mặt mọi người thay đổi gương mặt từ công trưởng lão như đưa đám mang về thánh giáo ngộ nhỡ bạo phát thánh giáo liền xong tần mục khó xử nếu bảo vật này không thể cho thánh giáo sử dụng chẳng phải lãng phí từ công trưởng lão vội vàng nói không lãng phí không lãng phí tần mục cao mày cảm khái nói thứ này có rất nhiều tác dụng các ngươi lại không biết nên đặt nó ở đâu cũng được ta thu là được các ngươi vận chuyển nó vào chân long xào của ta ta có tác dụng lớn mọi người đưa mắt nhìn nhau đồ vật như ngũ lôi ấm hung hiểm vạn phần làm sao có tác dụng lớn đặt ở bên người không khác gì vũ khí đoạt mạng của mình đặt vào trong long xào không gian lớn như thế, lôi đình không thể phóng thích ra ngoài. Nếu như uy lực ngũ lôi ấm bộc phát, chỉ sợ ngay cả thần linh cũng bị năm đại vân lôi đánh chết. Ngũ lôi ấm trừ luyện thể ra, nó là đồ tốt diệt môn, cả phải kẻ đánh không lại, trực tiếp vỗ một cái, đồng quy vu tận. Tần mục nói thầm, mọi người liên thủ thi triển ngũ quỷ bàn vận thuật đưa ngũ lôi ấm vào trong chân long xào, hoàn toàn không biết giáo chủ của bọn họ lại có suy nghĩ nguy hiểm như thế. Tần mục cảm ơn mọi người, gọi giao vương thần và long kỳ lân, hắn chạy tới thần đoạn sơn mạch kiểm tra. Tư Vân Hương vội vàng nói, giáo chủ, hoàng đế đang trên đường tới đây, tiếp qua bảy ngày liền đến tử kinh thành, ngươi không chờ hắn. Tần Mục trợn mắt lên, nói, ngươi chưa nói cho hắn biết không cần đến hay sao. Tư Vân Hương lắc đầu, ngươi chỉ nói không cần chờ hắn, cũng không có nói bảo hắn đừng tới. Lần này hoàng đế một đường mang theo dạ nhật thần pháo bay tới, ven đường tiêu hao vô số sở thạch, gió gấp lở cháy. Tần Mục cảm thấy ra đầu tê dại, giống như đã thấy duyên phong đế mài xong đau chuẩn bị chém đầu mình. Ngươi nhanh báo tin hắn, để hắn không cần đến rồi. Tần mục xoay người nhảy lên lưng giao vương thần, tư vân hương vội vàng nói, hoàng đế ngược lại sẽ không chém đầu ngươi, nhưng khẳng định dám chém đầu ta, người không biết chuyện xấu dễ nói sao, tần mục cưỡi rồng đi xa, giọng nói chuyển về, đổi cách nói khác, hắn còn phải khen thưởng ngươi, chuyện xấu dễ nói, tư vân hương giật mình, bừng tỉnh hiểu ra, vội vàng xin tư công trưởng lão mang theo bản thân đi đón duyên phong đế, duyên phong đế đứng trên pháo đài, văn võ bá quan đi theo, cấm vệ quân thủ vệ bốn phía uy phong lẫm liệt, 56 miệng đan lô trên cự pháo thiêu đốt ngày đêm, đun không biết bao nhiêu dược thạch, còn không ngừng đuổi tới tử kinh thành. Lúc Tư Vân Hương chạy đến, Duyên Phong đế đang hạ lệnh sai người điều dược thạch trong thành trì kế tiếp đến, dược thạch mang theo đã hết, chỉ có thể dựa vào thành trì ven đường bổ sung. Chúc mừng bệ hạ, Tư Vân Hương tấu lên, nói, nghịch thần thượng thương bạch khích cảm niệm ngô hoàng thiên uy hạo đãng không dám tạo phản làm loạn, ngay sau đó thần phục, bây giờ quy hàng Duyên Khang làm sơn thần Bách Tuế Sơn ở Lộc huyện, thủ hộ Giang Sơn Ngô Hoàng, giúp Giang Sơn Ngô Hoàng vạn cổ không đổi, xã tác vĩnh tồn. Duyên Phong Đế Long Nhan cực kỳ vui mừng, nhìn văn võ bá quan chung quanh, cười nói, Nghi thần bạch khích biết tiến thoái như thế, hắn biết được chẫm ngựa giá thân trinh, tất nhiên không địch lại, dứt khoát đầu hàng, cũng làm chẫm đánh vào không khí. Nhạn đại nhân vội vàng nói, thiên uy của bệ hạ, hắn làm sao dám mạo phạm, chỉ có con đường đầu hàng, nếu không sẽ chết không có chỗ chôn. Quần thần nhao nhao chúc mừng, Duyên Phong Đế vui mừng, cười nói, các người theo chậm thân trinh cũng có công lao phải thưởng quần thần đều vui vẻ náo nhiệt một phen qua đi pháo đài xạ nhật thần pháo dừng lại chuẩn bị trở về kinh duyên phong đến đơn độc gọi tư vân hương sắc mặt lập tức chìm xuống cười lạnh nói tiểu thánh nữ tư gia giáo chủ nhà ngươi dạy người nói như vậy vì cái gì hắn không đến gặp trẫm tư vân hương thận trọng nói giáo chủ dùng nhân hoàng ấn kêu gọi hào kiệt ngũ hồ tứ hải ngăn cản thượng thương xâm lấn và ngăn địch bên ngoài thần đoạn sơn không cho quân giặc xâm lấn thủ hộ an nguy duyên khang được rồi được rồi không cần dở giọng duyên phong đế thở dài ta biết hắn lao khổ công cao lần này cũng may có hắn nếu không duyên khang bị diệt quốc cũng thôi dân chúng tử thương vô số ta không có ý trách tội hắn hơn nữa hắn bảo ngươi tới lưu mặt mới cho chẫm hắn làm cách nào hàng phục thượng thương bạch khích uy hiếp dụ dỗ bày ra điểm yếu thủ đoạn trùng chất tư vân hương nói chuyện tần mục hàng phục bạch khích thần linh duyên phong đế run rẩy nói tần ái khanh tuổi còn nhỏ lại giúp duyên khang hàng phục tôn thần linh bảo bọn họ canh giữ sơn hà loại thủ đoạn này trẫm không bằng trẫm lo lắng chiến sự thần đoạn sơn mạch trẫm sai người tiến đến kiểm tra đã có tin tức quay về tư vân hương căng thẳng duyên phong đến nói trấn biên tướng quân nói thần đoạn sơn mạch liên miên hai vạn dặm động đất không ngừng dãy núi đều chìm xuống trong động đất có sương mù dày đặc có hắc ám xâm nhập thần đoạn sơn trong sương mù thấy quỷ thần chưa từng tìm được tung tích đám người quốc sư trẫm muốn tự mình đi xem một chút nhưng triều chính không thể loạn, Giang Sơn cũng không thể loạn. Trấn biên tướng quân nói, nơi đó có dấu hiệu biến thành đại khư, đại khư đang xâm lấn duyên khang. Tư Vân Hương sinh ra lo lắng, nhìn về phương Tây, giáo chủ đang chạy về nơi đó, nơi đó đã xảy ra chuyện gì, đến mức đại khư xâm lấn. Tần mù cưỡi rồng bay đi, khi đêm đến rốt cuộc đi tới gần thần đoạn sơn mạch, ngẩng đầu nhìn lại, nội tâm chấn động, hắn chỉ thấy sương mù xám tầng tầng bao phủ thần đoạn sơn mạch khi xưa, mặt trời ngã về Tây, sắp biến mất, có chút không thích hợp, Thần Đoạn Sơn mạch rất dài, ngọn núi rất rộng, sơn mạch này ngăn cách Đại Khư cùng Duyên Khang, độ dài hơn trăm dặm. Hiện tại dãy núi đã chìm hoàn toàn, thay vào đó là sương mù xám nặng nề, đồng thời thỉnh thoảng có chấn động kinh người truyền tới. Duyên Khang Quốc sư đã khởi động chấn đỉnh, cũng đánh dãy núi chìm vào lòng đất, tần mục cảm ứng chấn động trong sương mù truyền đến, nội tâm sinh lòng cảnh giác. Duyên Khang Quốc sư vận dụng chấn đỉnh cho thấy vị quốc sư này cũng cảm thấy bản thân khó bảo toàn, không tiếc dùng thủ đoạn đồng quy vô tận với đối thủ từ đó không cho đối thủ vượt qua thần đoạn sơn mặt trời xuống núi hắc ám từ phương tây ập tới màu đen che phủ bầu trời ven đường thôn vệ tất cả những nơi đi qua biến mất không còn tung tích hắc ám như hóa thành thực chất không ngờ đi tới thần đoạn sơn mạch cũng bao phủ thần đoạn sơn mạch hắc ám vọt tới trước mặt tần mục đột nhiên dừng lại tần mục ngẩng đầu hắc ám đại khư như đụng vào vách đá bên trên không thấy lại chưa cắt với đêm tối duyên khang đại khư chiếm đoạt thần đoạn sơn mạch đang xâm lấn duyên khang quốc thoáng cái nuốt lấy trăm dặm thân thể tần mục khom xuống hắn lấy một lá cờ cắm vào nơi giao thoa giữa hắc ám đại khư và đêm tối duyên khang thấp giọng nói trở qua mấy ngày không biết trong hắc ám có quỷ vật tới không nếu như hắc ám đại khư sinh trường chỉ sợ sẽ tạo thành tai họa ngập đầu với duyên khang quốc giao vương thần chúng ta đi vào giao vương thần lên tiếng đồng ý biến thành thiếu niên toàn thân tỏa ra thần quang mang theo tần mục và long kỳ lân đi phế tích vào thần đoạn sơn mạch quần dao lên thân tần mục quát một tiếng thôi thúc ngựa long quyết từng con dao long bay tới quấn thân vào người hắn quấn cánh tay và chân có hai con treo trên lỗ tai hắn như khuyên tai lúc này pháp lực của hắn tương dung với quần dao thực lực tần mục tạng vọt cửu trọng thiên mở tần mục vận chuyển trận văn trong mắt mở ra cửu trọng thiên nhãn mắt bắn thần quang chiếu vào bóng tối ánh mắt chiếu tới chỗ nào nó đâm rách sương mù màu xám và hắc ám sao vương thần không có bản lĩnh này cho nên vô cùng hâm mộ tần mục bảo hắn đi theo từ từ xâm nhập phế tích thần đoạn sơn đột nhiên tần mục dừng bước giao vương thần cũng vội vàng dừng lại nhìn thấy trên không của bọn họ là một bức tranh rách nát bay qua đây là tranh của người điếc đồ vật trong tranh vỡ vụn hình như có thứ gì đó nhảy ra khỏi tranh xé rách bức tranh chẳng qua trong tranh còn sót lại một ít uy năng đáng sợ nếu như không cẩn thận xúc động vẫn gặp nguy hiểm tần mục tránh bức họa này hắn tiến lên phía trước đột nhiên ngừng lại chỉ thấy trên không có mấy trăm bức to to, to nhỏ nhỏ bị xé rách lơ lửng trong sương mù đang bay về hướng vô đình trong tranh còn có từng dãy núi to lớn nó trôi bồng bềnh giữa không trung tần mục cao mày nơi này là chiến trường của người điếc người điếc am hiểu vẽ tranh thế giới trong tranh có đại thiên dị tượng mỹ lệ hùng vĩ ngay cả các thủ như tinh ngạn không cẩn thận còn bị phong ấn bên trong nơi này người điếc vẽ nhiều tranh như thế có thể tưởng tượng tình hình chiến đấu kịch liệt cỡ nào chủ công cẩn thận giao vương thần vội vàng hoành thân che trước người tần mục nói không nên chạm vào những viên đá này trong viên đá chứa đựng thần uy thần thông thần ma còn sót bên trong tần mục vội vàng dừng bước vào lúc này trong hắc ám và sương mù xám có một bóng dáng cao lớn đi về bên này thân thể này đỉnh thiên lập địa đi về hướng bọn họ chỉ có thể nhìn thấy thân thể to lớn che khuất tầm mắt của bọn họ không nhìn thấy nửa người, người trên tần mục ngẩng đầu thân quang chiếu sáng ánh mắt dần dần nhìn thấy một lồng ngực rộng lớn lại nhìn lên chính là gương mặt thần ma một pho tượng đá tần mục tê dại ra đầu một pho tượng đi lại trong hắc ám và sương mù xám giao vương thần cũng dùng mình trước mặt bọn họ chính là tượng đá cực lớn tượng đá khổng lồ làm người ta khó có thể tưởng tượng không chỉ có như vậy tượng đá này còn đi lại trong bóng tối mã ha trên người tần mục những con dao long khiếp đảm nhao nhao co đầu lại đừng kêu nha sắc mặt long kỳ lân xám ngoét nhỏ giọng nói đánh thức hắn hắn sẽ cưỡi ngươi đi giết người ta đã bị cưỡi một đêm đột nhiên phò tượng đá như nghĩ tới cái gì đó cúi người xuống một gương mặt to lớn xé tan hắc ám xuất hiện trước mặt đám người tần mục hai mắt hồ linh nhi trắng dã nàng ngã xuống đất ngất đi bốn chân đạp liên tục, đuôi dựng thẳng lên. Đám giao long và long kỳ lân thấy thế, vội vàng học theo, nhao nhao ngã xuống đất giả chết. Công tử, hồ linh nhi hít mát, nàng nhìn chằm chằm vào tần mục. Tần mục do dự một chút, ngửa mặt ngã xuống, đầu lưỡi nhả ra ngoài, thân thể cứng ngắc, sắc mặt xanh xám, giả chết rất giống. Giao vương thần nhìn thấy tần mục cũng ngã xuống đất giả chết, chân tay hắn luống cuống, hắn là thần linh, đường đường giao vương thần, giao long thần linh tôn quý, làm sao có thể chẳng biết xấu hổ như đám người tần mục và hồ linh nhi mà già chết trốn được một kiếp đông giao vương thần ngã xuống đất tứ chi vặn vẹo dáng vẻ của hắn còn thê thảm hơn tần mục rất nhiều hiển nhiên không phải mới giả chết lần đầu tiên gương mặt to lớn cúi xuống pho tượng đá này có thị lực không tốt gương mặt to lớn nhìn lướt qua bọn họ mọi người ngừng thở không dám nhúc nhích y suỵt pho tượng đá phát ra âm thanh thật dài sau đó chậm rãi đứng lên đi vào trong bóng tối tiếng bước chân xa dần dường như tượng đá đang tìm kiếm cái gì đó. Tần Mục đứng lên, nói, bọn họ đến từ đâu? Đại Khư, hay thế giới khác, bọn họ tìm cái gì? Hồ Linh Nhi và một đám dao long nhao nhao bò dậy, dao vương thần cũng phủi bụi trên người một cái. Hồ Linh Nhi khen, dao vương thần, trong chúng ta, ngươi là người già chết giống nhất, ngươi nhất định đã luyện qua rất nhiều lần, có rảnh rỗi, nhất định phải dạy cho ta nhiều hơn. Dao vương thần đỏ mặt, lúng ta lúng túng nói, ta không có, đừng nói mò, ta giả chết dựa ở thiên phú. Tần Mục đi thẳng về phía trước, nói, chúng ta tiếp tục tìm kiếm, mọi người cẩn thận một chút, không biết nơi này còn có các tượng đá khác hay không. Gia Vương Thần, người đối cứng với tượng đá kia, thấy thế nào? Gia Vương Thần suy nghĩ một lúc, nói, tượng đá kia, hơn phân nửa không phải đến từ đại khư. Tần Mục hơi ngẩn ra, không phải tới từ đại khư. Tại sao nói lời này? Tượng đá đại khư trải qua gió táp mưa xa, trải qua sương lạnh nắng nóng, tượng đá đều rất cũ, tượng đá kia cực kỳ sạch sẽ, giống như mới vừa biến thành tượng đá. Gia Vương Thần cũng không dám khẳng định, nói: "Nhưng trong Đại Khư có nhiều tượng đá nhất, quỷ dị nhất, nói không chừng tượng đá cũng đi ra từ bên trong Đại Khư, hơn phân nửa là nấp trong không gian phong kín, cho nên không cũ kỹ." Tần Mục trầm ngâm, nói: "Chẳng lẽ bên dưới Thần Đoạn Sơn Mạch có chôn rất nhiều tượng đá, Thần Đoạn Sơn Mạch bị hủy, những tượng đá phá đất mà lên, có khả năng này?" Gia Vương Thần nói: "Chủ công, Hoạn Long Quân đã từng nói, Thần Đoạn Sơn Mạch lai lịch vô cùng kỳ lạ, sơn mạch này ngăn cách với Đại Khư" tách đại khư và duyên khang bên trong đại khư hỗn loạn tưng bừng bên ngoài đại khư bình yên vô sự bên trong thần đoạn sơn mạch khẳng định có vấn đề bọn họ xâm nhập vào khu vực kỳ lạ sương mù xám càng ngày càng nặng hắc ám cũng càng ngày càng thâm trầm trong không khí tràn ngập tiếng động làm người ta cảm thấy ngột ngạt thỉnh thoảng còn có tiếng gào thét từ xa một tiếng tiếp một tiếng tần mục đi theo chấn động về phía trước không bao lâu bọn họ gặp tượng đá thứ hai tượng đá đang tìm kiếm cái gì đó trong sương mù sao vương thần nói có mấy phần đạo lý tần mục tránh bức tượng đá này thầm nghĩ những tượng đá này hơn phân nửa đến từ lòng đất thần đoạn sơn mạch một dãy núi ngăn cách đại khư bản thân nó đã vô cùng kỳ lạ thần đoạn sơn mạch dựa vào cái gì ngăn cản hắc ám đại khư lần này duyên khang quốc sư dùng chấn đỉnh đánh sập thần đoạn sơn mạch đến mức hắc ám đại khư xâm lấn hơn trăm dặm nhìn từ điểm này thần đoạn sơn mạch quả thực có công dụng ngăn cản hắc ám có lẽ dãy núi xuất hiện khi khai hoàng quốc diệt vong sau khi biến thành đại khư Tần Mục đã từng nghe người ta nói qua có thần linh tạo ra thần đoạn sơn mạch dùng để ngăn cách đại khư và duyên khang, tránh cho người đại khư chạy tới. Lúc tạo núi, khi tạo ra tu di sơn, bởi vì phía trên đại lôi âm tự có người, cho nên vòng qua tu di sơn, nói không chừng, thần linh tạo núi lúc ấy đã chôn rất nhiều tượng đá xuống dưới. Công tử, có phải những tượng đá chui ra từ lòng đất duyên khang quốc hay không? Hồ Linh Nhi hỏi, Tần Mục hơi ngẩn ra, Hồ Linh Nhi nói, có khả năng gần thần đoạn sơn mạch cũng có tượng thần, bởi vì nơi này có rất nhiều thần linh thượng thương và các cường giả khác chết trận tượng đá nhiễm máu của bọn họ cho nên sống lại nhưng bởi vì tế phòng không đủ nên bọn họ không cách nào hoàn toàn phục sinh chỉ có thể miễn cưỡng đi lại cũng có khả năng này tần mục nghi ngờ nói nếu như nói như vậy tượng đá đang tìm kiếm cái gì đương nhiên là chấn đỉnh đánh sập thần đoạn sân mạch hồ linh nhi nói chấn đỉnh là vũ khí của bọn họ bọn họ cần tìm được chấn đỉnh dùng chấn đỉnh tạo động đất hóa thành huyết tế Duyên Khang quốc sư đánh sập thần đoạn sơn mạch, khẳng định không có phóng thích toàn bộ uy năng của chấn Đỉnh. Linh Nhi thật thông minh, tần mục khen, tiểu hồ ly dương dương đắc ý, nhưng tượng đá có thể đi lại, vì cái gì không đi tìm các vũ khí thiên tượng khác. Tần mục lắc đầu nói, tượng đá tìm vũ khí thiên tượng càng dễ dàng. Hơn nữa, nơi này còn đang không ngừng chấn động, hiển nhiên chấn đỉnh không ngừng bộc phát uy năng. Tượng đá nhờ vào chấn động tìm kiếm phương vị chấn đỉnh cũng không khó khăn, cho nên, người đoán sai rồi, sao vương thần suy đoán càng hợp lý. Hồ Linh Nhi không còn đắc ý nữa. Đột nhiên, tần mục dừng bước, hắn ngã xuống giả chết lần thứ hai. Phía trước lại có tiếng bước chân nặng nề vang lên, một pho tượng đá tới gần bọn họ. Tần mục vụng trộm hé mắt nhìn, nhìn thấy trên lưng tượng đá cắm đầy lá cờ. Lá cờ cũng đã hóa thạch, chẳng qua mỗi một lá cờ đều có con mắt thật to, rất kỳ lạ. Từng đám khói đen bay lên, nhanh chóng đi vào lá cờ sau lưng tượng đá, lại thấy con mắt bên trong lá cờ dần dần hóa thành huyết nhục, đồng tử từ trong trắng mắt dần dần biến thành con mắt chân chính con mắt trên lá cờ chấn động nó chấn động rất tối nghĩa hiển nhiên năng lượng không đủ không thể nào hóa giải con mắt thoát khỏi trạng thái hóa đá ma nhãn tượng đá là ma tộc ra đầu tần mục tê dại suýt nữa nhảy bật lên nếu là ma tộc như vậy những tượng đá này không có khả năng là tượng đá trong lòng đất thần đoạn sơn mạch trong bóng tối đại khư ma quái ma tộc đang hoành hành bọn chúng không sợ bóng tối đại khư bởi vì đó là nhà của bọn chúng tần mục đã từng gặp ma thần trong bóng tối ma thần dụ dỗ hắn tiến lên hắn nghĩ lầm bên ngoài phong đô chính là vô yêu hương trưởng thôn đã từng giao chiến với ma thần đó không đúng không đúng những tượng đá này là ma thần ma tộc tại sao bọn chúng biến thành tượng đá những ma thần ta gặp được đều là ra hỏa nhảy nhót tưng bừng sinh long hoạt hổ trong đầu hắn xuất hiện rất nhiều suy nghĩ đột nhiên nghĩ đến một khả năng đó chính là thế giới ma thần không trồng chất với đại khư và duyên khang bọn họ không phải ma thần bên trong đại khư mà là đến từ một thế giới khác bởi vậy bọn họ xuyên qua đến thế giới này cần biến thân thể thành đá lực lượng của bọn họ không thể tới. Rốt cuộc nơi này xảy ra chuyện gì? Bạn đang xem mục thần ký tại kênh YouTube gì các phim? Trong đầu tần mục suy nghĩ mơ hồ, trong bóng đêm đại khư xuất hiện ba năm thế giới khác nhau. Bây giờ thần đoạn sơn mạch sụp đổ, lại xuất hiện một thế giới mới xâm lấn. Chẳng lẽ lại có thế giới trồng chéo với duyên khang quốc sao? Vì sao lại phát sinh chuyện không thể tưởng tượng nổi như thế? Hắn mới vừa mới vừa nghĩ tới đây, ma nhãn trên lá cơ chuyển động dò xét bốn phía. Đột nhiên ánh mắt nhìn vào đám người đang già chết, mà nhãn lộ ra vẻ trêu tức tần mục rung động đột nhiên lá cờ sau lưng tượng đá bay xuống cắm phía trước bọn họ tần mục không giả chết nữa lập tức phi thân lên quát rào vương thần rào vương thần nghe xong liền lộ nguyên hình tần mục ôm lấy hồ linh nhi tung người nhảy lên lưng rồng long kỳ lân mang theo các rào long khác nhảy lên rào vương thần gào thét xông về phía trước sau lưng bọn họ tượng đá xoay người bàn tay lớn phủ xuống tốc độ cực nhanh rào vương thần gầm thét một thân nguyên khí nổ tung hóa thành lũ lụt ngập trời lũ lụt hóa thành sông dài quấn quanh tượng đá dường như muốn xoắn nát cánh tay này cánh tay tượng đá uốn cong nó hơi duỗi tay liền phá nát thần thông của giao vương thần giao vương thần dùng mình lớn tiếng nói to chủ công là chân thần là chân ma mới đúng tần mục cải chính tượng đá cất bước chỉ đi mấy bước là đuổi theo giao vương thần bàn tay lớn bao phủ giao vương thần vội vàng trốn tránh lá cờ kia bay lên lại cắm xuống ma nhãn vẫn theo dõi bọn họ chờ đến khi giao vương thần chạy ra một khoảng cách lá cờ hóa đá thứ hai bay lên, lại đâm xuống cách vị trí của bọn họ không xa, giống như một lá cờ đang nhảy nhót. Tượng đá dựa vào con mắt xác định vị trí, không có con mắt này, tượng đá sẽ không nhìn thấy chúng ta. Tần mục lập tức tỉnh ngộ, hắn lấy thái dương ngọc nhãn trong túi thao thiết ra, hắn đặt ngọc nhãn lên lưng rồng, không nói lời nào liền khởi động ngọc nhãn. Ông, một tia sáng xé tan sương mù và hắc ám, cũng cắt qua ma nhãn, bên trong ma nhãn bắn ra ánh sáng màu đen ngăn cản ánh sáng của thái dương thần tay kia của tần mục cầm lấy thái âm ngọc nhãn điều chỉnh phương hướng bên trong thái âm ngọc nhãn bán ra quang nhận thật mỏng những nơi đi qua không gian ngưng kết thành thực chất hai ngọc nhãn một âm một dương xé rách hắc quang của ma nhãn cũng đánh vỡ ma nhãn trên lá cờ trung tâm lá cờ chỉ còn lại một lỗ thủng cùng thúc giục thái âm ngọc nhãn và thái dương ngọc nhãn dường như uy lực còn mạnh hơn trước tần mục áp chế ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại hắn nhìn thấy ma nhãn biến mất động tác của tượng đá cứng đờ nghiêng lỗ tai dường như lắng nghe cái gì đó đừng động tần mục thấp giọng nói giao vương thần vội vàng dừng lại tần mục nói nhỏ đi từ từ không nên gấp giao vương thần rón rén đi thẳng về phía trước e sợ phát ra bất cứ âm thanh nào tần mục nhìn chằm chằm vào tượng đá dường như tượng đá quan sát chung quanh nó đá bên này đá bên kia nhưng vẫn không phát hiện bọn họ đột nhiên giao vương thần dừng lại run rẩy nói chủ công tiếp tục đi tần mục cũng không quay đầu lại và nói chủ công nhìn phía trước giọng nói giao vương thần khàn khàn Hồ Linh Nhi cũng run rẩy nói, công tử, ngươi xem phía trước, phía trước, tần mục hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn sang, hắn ngớ ra, thất thần rất lâu, phía sau bọn họ, tượng đá đánh bốn phía, đánh cho thiên băng địa liệt và tới gần bọn họ, tần mục lại làm như không phát hiện, qua thật lâu, tần mục lẩm bẩm nói, quốc sư, ngươi đang làm những gì, trước mặt bọn họ, bầu trời liên kết với mặt đất, kỳ quan trời đất liên kết với nhau tạo thành loại kỳ quan này chính là bầu trời và mặt đất đều bị đánh thùng lỗ thủng có hình dáng một cái hang lớn bầu trời vốn chống không tại sao lại xuất hiện cái hang mặt đất vô cùng nặng nề cho dù bị đào cũng không thể đào xuyên qua mặt đất lỗ thủng lớn trước mặt bọn họ chính là kỳ quan không thể tưởng tượng nổi có lẽ duyên khang quốc sư đã vận dụng chấn đỉnh vào lúc nguy nan bộ phát uy năng chấn đỉnh nhờ vào thần thông của vũ khí thiên tượng đánh xuyên qua bầu trời và mặt đất của thế giới khác tạo thành tình cảnh hai thế giới dính vào nhau hơn nữa uy lực chấn đỉnh quá mạnh hai giới bị đánh xuyên qua vẫn chưa khôi phục hàng rào hai giới không thể khép lại được phía trước hang lớn đại khư và duyên khang đều là đêm tối phía sau lỗ thủng lớn đang có một mặt trời bay lên nó chiếu rọi từng khối ma cốt ngâm đen dưới đất bầu trời thế giới khác đang ở dưới đường chân trời thần đoạn sơn mạch đại lục ở phía trên bầu trời thần đoạn sơn mạch khi đám người tần mục ngước nhìn lên từ góc độ này bọn họ có thể nhìn thấy lục địa của thế giới khác đủ loại kiến trúc sắc nhọn sắc bén như trường đao trường kiếm trường mâu kiến trúc cao ngàn trượng và tỏa ra uy năng đáng sợ kiến trúc hoàn toàn khác biệt với duyên khang từng tòa ma cốt liên miên kéo dài khắp dãy núi có nổi bồng bềnh giữa không trung một thế giới khác đang ở trước mặt cũng chiếu sáng thần đoạn sơn mạch trong bóng tối cây cối và núi đá của thế giới kia có hình dáng kỳ lạ vặn vẹo đáng sợ một thế giới khác chiếu sáng từ trên cao xuống chiếu vào vào người tám người tần mục bọn họ đứng trước hang lớn và có cảm giác mình nhỏ bé như sâu kiến cái bóng thế giới dị vực cắt ngang qua đại khư mặt trời dưới chân bọn họ đỉnh đầu là lục địa dường như nó là một cái gương to lớn trong gương là thế giới đảo ngược hơn nữa hình ảnh trong tấm gương không ngừng chấn động núi đá bốn phía thần đoạn sơn mạch chấn động và không ngừng lắc lư đám người tần mục bị chấn động làm thân thể tê dại nguyên thần bất ổn có thể tưởng tượng lúc ấy duyên khang quốc sư kích hoạt chấn đỉnh kích phát năng lượng trong chấn đỉnh đáng sợ cỡ nào động đất xảy ra trong cửa động cũng không phải quốc sư đang kích hoạt chấn đỉnh nội tâm tần mục có cảm giác nặng nề sau khi hắn đi vào thần đoạn sơn mạch hắn cảm ứng nơi này thỉnh thoảng xuất hiện chấn động hắn còn tưởng rằng là duyên khang quốc sư kích hoạt chấn đỉnh không nghĩ tới chấn động lại tới từ cửa động hai giới đám người duyên khang quốc sư không ở nơi này cát hùng khó dò hắn ngước đầu nhìn lên nhìn vào đại lục trên bầu trời một ma thần mạnh mẽ đang dùng nguyên thần xuất khiếu hóa đá nhục thân của mình có thật nhiều ma tộc hình thể cổ quái như con kiến lao động vất vả chúng chế tạo một tế đàn hùng vĩ chung quanh tượng đá hàng vạn nô lệ ma tộc bị chém đầu trên tế đàn mượn nhiều huyết tế ý đồ đạt tượng ma thần đến thế giới bên này một đám người đầu đội xương trắng và lông vũ cúng tế và pháp sư bọn chúng đang làm phép chung quanh tế đàn huyết tương quay chung quanh tế đàn tất cả đều xuất hiện trong tầm mắt đám người tần mục cảnh tượng rất tàn nhẫn hình ảnh rung động lòng người lại tàn nhẫn đáng sợ thế giới kia còn ở thời kỳ dã man thần thông của bọn họ rất nguyên thủy và tràn ngập máu tanh duyên khang quốc sư lại chọc ra một cái sọt lớn tần mục cảm thấy ra đầu tê dại Chiến đỉnh đạt thông một thế giới khác thế giới ma tộc đối diện có rất nhiều ma thần Ma thần thế giới đó nhìn thấy thế giới duyên khang quốc, tự nhiên cũng thích và thèm muốn, sinh ra ham muốn chinh phục, thậm chí không tiếc hóa thạch bản thân, đưa bản thân đến duyên khang. Chẳng qua kỳ quái là, những tượng đá ma thần bị đưa tới, bọn họ không thử bay qua cửa động do chấn đỉnh mở ra, mà là đi khắp nơi tìm kiếm thứ gì đó. Hơn nữa, cửa động lớn như thế, vì cái gì không nhìn thấy ma tộc đi từ nơi đó ra, tần mục buồn bực, sao vương thần có phát hiện, vội vàng nói, chủ công, tế đàn bên kia có quân đội ma tộc tần mục nhìn sang phương hướng hắn nói nội tâm nghiêm túc nô lệ thế giới ma tộc đang kiến tạo tế đàn hùng vĩ còn lớn hơn tế đàn kia mấy lần ngọn núi lớn bị san bằng hàng vạn pháp sư ma tộc đang bay chung quanh tế đàn dùng máu nô lệ khắc phủ văn bên rìa tế đàn có đại quân ma tộc đang đi tới giữa tế đàn có lẽ cũng cho bọn họ cơ hội chuẩn bị cũng đưa đại quân ma tộc đến duyên khang chẳng lẽ không thể xuyên qua cửa động bọn họ chỉ có thể dựa vào lực lượng huyết tế mới có thể dẫn chiến sĩ ma tộc đi vào duyên khang tần mục ngơ ngác xòe bàn tay ra, ý đồ vươn từ cửa động đi thế giới khác, dường như hắn gặp phải bình chướng vô hình, rõ ràng phía trước chính là thế giới khác nhưng không thể đi vào. Gia Vương Thần và đám người Long Kỳ Lân cũng thăm dò, thực lực càng mạnh, lực càng càng mạnh, bọn họ không thể nào xuyên qua thời không. Đột nhiên, một tiếng bịch vang lên, một vật nặng rơi xuống đất, đám người tần mù khôi phục tinh thần, tượng đá ma thần bị thế giới đối diện đưa tới, tượng đá cao trăm trượng xuất hiện gần bọn họ, cách bọn họ hơn 10 trượng mặt ngoài tượng đá có máu tươi biến thành phù văn không ngừng vặn vẹo, biến hóa hình thái, dần dần biến mất trong cơ thể tượng đá. phò tượng đá hơi động đậy một cái, chậm rãi di động thân thể. hiển nhiên pháp sư thế giới khác đang huyết tế nô lệ cung cấp lực lượng cho tượng đá. bọn họ không thể chuyển lực lượng khổng lồ tới, không thể giúp tượng đá khôi phục thân thể. đi mau, giao vương thần vội vàng cống bọn họ vượt qua hang lớn và chạy ra xa. tần mục đứng trên lưng giao vương thần, quay đầu nhìn lại thì thấy tượng đá khom người xuống, thò tay chụp vào lòng đất hai cánh tay giống như mũi khoang chui vào trong đất ngay sau đó pho tượng đá chui vào bên trong thân thể biến mất dưới lớp đất dày pho tượng đá này đang tìm kiếm thứ gì đó rốt cuộc bọn họ đang tìm cái gì quốc sư và đám người mù ra ra còn sống hay không nếu như còn sống bọn họ đi nơi nào tần mục thôi thúc cửu trọng thiên thần nhãn hắn dò xét tung tích đám người duyên khang quốc sư không ngừng đi lên hướng bắc hắn nhìn thấy rất nhiều vết tích chiến đấu là dấu vết do đám người đồ tể người mù đánh nhau với thần linh thượng thường lưu lại sao vương thần cẩn thận tần mục nhìn thấy vệt đen đứng im trên hư không vội vàng bảo giao vương thần dừng bước giao vương thần hơi ngẩn ra cũng nhìn ra không đúng chỗ hắn vòng vết đen kia hắn vừa di chuyển tầm mắt hắc tuyến đang từ từ biến rộng đó là một tia đao quang đao quang cắt không gian không gian đang kẹp đao quang quy năng thần thông trong đao quang không biến mất không gian không thể khép lại được đao pháp thật đáng sợ giao vương thần sợ hãi loại đao pháp này đã có thể nói là thần đao đao pháp đạt tới cấp độ đạo không gì không phá vô cùng đáng sợ thiên đao của đồ da da đao pháp giết heo tần mục sợ hãi thán phục hắn cũng học qua đao pháp giết heo hắn từ đầu đến cuối vẫn không thể phát huy ra uy lực như thế đao của đồ tể quá cuồng dã cho dù người khác học được cũng rất khó phát huy toàn bộ uy lực đao pháp chỉ có điên cuồng giống đồ tể mới có thể phát huy uy lực của nó tiếp theo bọn họ nhìn thấy biển lửa biển lửa cực kỳ nóng bức nó thiêu chảy núi cho dù là hắc ám cũng khó thôn vệ biển lửa lò sắt của câm da da bị đánh nát tần mục giật mình nguyên nhân tạo thành biển lửa là cái lò của người câm cái lò bị đánh nát lò lửa tạo thành biển lửa chẳng lẽ cầm ra ra giữ nhiều lành ít bọn họ vượt qua biển lửa đột nhiên tần mục nhìn thấy lão như lai lão như lai ngồi xếp bằng tại chỗ toàn thân hai mươi trọng thiên cảnh chúng phật vây quanh chúng thần hai mươi trọng thiên đang vây quanh người hắn bên cạnh lão như lai là một thần linh thượng thương đứng ở nơi đó hai người đối lập tần mục giật mình thở dài hắn thi lễ với lão như lai di chuyển lão như lai và đặt lên người giao vương thần tiếp tục tiến lên phía trước. Công tử, lão hòa thượng không nhúc nhích, ngươi còn muốn ôm hắn. Hồ Linh Nhi quay đầu hiếu kỳ nói, tần mục lắc đầu nói, hắn đã đồng quy vu tận với thần linh. Hồ Linh Nhi ngơ ngác, không bao lâu, tần mục thấy được lão đạo chủ. Lão đạo sĩ một tay bấm kiếm quyết, một tay đeo kiếm, đạo cốt tiên phong, ngửa đầu nhìn sang thần linh bị cắt ngang nửa người, trên mặt còn mang theo nụ cười. Trong mắt tần mục bắn ra thần quang khiếp người nhìn thấy mi tâm của thần linh bị xuyên thủng, vết kiếm rất bé nhỏ, khó mà phát giác hắn nhìn sang lão đạo chủ trên người lão đạo chủ rất tàn tạ khắp người đều là vết thương vết thương trên người đã không chảy máu nữa hồ linh nhi hỏi lão đạo sĩ hắn còn sống không tần mục lắc đầu hắn đi lên phía trước ôm lấy lão đạo chủ nói khẽ máu chảy hết một kiếm cuối cùng của hắn là nguyên thần hóa kiếm đâm vào mi tâm của thần linh hắn dùng nguyên thần làm kiếm nguyên thần hóa đạo một kiếm này bộc phát uy năng đáng sợ nguyên thần của hắn cũng sẽ bộc phát sau khi uy lực chiêu này biến mất nguyên thần của hắn cũng tan biến đạo bất đồng bất tương vi mưu cho dù thiên ma giáo có khác đạo với đạo môn nhưng tần mục lại cực kỳ tôn kính lão đạo chủ hồ linh nhi nghiêm túc sửa sang lại quần áo thi lễ với lão đạo chủ nghĩa sĩ tuổi già trí lớn quyết liệt lễ kính đám giao long thấy thế chúng đứng chân sau lên và ôm chào hành lễ với lão đạo chủ mã hà bọn chúng tiếp tục tiến lên nhìn thấy một con đại xà nằm trên mặt đất đó là liễu tiên tượng đá thế giới khác dần dần ít đi nhưng khí tức sơ xác càng ngày càng đậm khóe mắt tần mục co giật hắn sợ nhìn thấy thi thể của người què tư bà bà hắn đi tới bên cạnh liễu tiên đặt thi thể của nàng lên lưng giao vương thần chán nản nói trường thôn nói luôn luôn có người tới nhặt xác liễu tiên sư tỷ ta đến rồi theo ta về nhà bọn họ lại tìm thấy bạch tiên trên lưng bạch tiên phủ đầy gai bạc trên gai còn có cuộn dây trong tay hắn nâng một cái đĩa trên mâm là ngân châm lồng ngực hắn vỡ ra một lỗ thùng một bàn tay lộ ra khỏi ngực hắn hẳn là hắn vừa mới đánh giết đối thủ nhưng không ngờ đối thủ lấy mạng hắn trước khi chết bốn phía yên tĩnh từng phiến đá vỡ nát nằm khắp nơi trong sương mù và hắc ám đám người tần mục đi tới nơi đây địa từ nguyên lực dưới chân biến mất nơi này có lực trường kỳ quái tần mục ngẩng đầu hắn nhìn thấy từng ngôi sao đại la thiên tinh bà bà nội tâm hắn như bị ai siết chặt đại la thiên tinh trưởng hình thành tinh không hắn nhìn thấy tư bà bà ngồi trong tinh không không nhúc nhích mỹ nữ tuyệt thế rỗi tay ra đại la thiên tinh trưởng bộc phát nàng vẫn phong hoa tuyệt đại như thế tần mục áp chế bất an trong lòng hắn rời mắt khỏi người tư bà bà sau đó nhìn thấy đồ tể hoành đao đứng trên ngôi sao sáng người đồ tể vạm vỡ hai đao chập lại với nhau hắn vẫn không nhúc nhích hắn lại thấy thanh u sơn nhân vị sơn nhân này cầm phất trần đặt lên khuỷu tay ngồi xếp bằng tại chỗ hắn vẫn ngồi trên ngôi sao tiếp theo tần mục nhìn thấy người câm người câm đứng trong đại la thiên tinh đứng trên một ngôi sao đầy hỏa diễm trái tim tần mục như bị xé nát hầu như muốn học máu hắn gian nan xê dịch ánh mắt và nhìn thấy duyên khang quốc sư Duyên Khang Quốc Sư ngồi trên chấn đỉnh, phía dưới chấn đỉnh cũng là một ngôi sao đại la thiên tinh. Tần Mục rời khỏi người hắn, hắn nhìn thấy Hôi Tiên, Hồ Tiên, lại thấy những người khác trong đại la thiên tinh. Người què mang theo dược sư ngồi đang đứng trên ngôi sao, vết thương trên người dược sư còn chảy máu, người mù chống gậy chút cúi đầu, dưới chân cũng là một ngôi sao. Còn có mã ra như Phật Đà, người đứt cầm bút vẽ trong tay, dược vương cầm dược đao, côn vương đỉnh đầu mọc sừng. Bọn họ đều đứng trong đại la thiên tinh trong lòng bàn tay tư bà bà từng người đều đứng trên ngôi sao tinh muội muội đâu tại sao nàng không có ở nơi này tần mục vội vàng nhìn bốn phía muốn tìm tung tích viêm tinh tinh cho dù là thuyền thái dương cũng không thể chặn lại thần linh thượng thương sao đột nhiên một đạo hào quang thổi tới tần mục nhìn thấy một vòng mặt trời nửa bên vầng mặt trời tối lại thời điểm mặt trời xoay tròn ánh sáng chiếu sang nơi này nhưng rất nhanh chóng đổi sang hướng khác thuyền thái dương khổng lồ đứng trong bóng tối thân thuyền như ngọn núi chẳng qua còn có thể mơ hồ nhìn thấy ánh sáng trên thuyền thái dương nhưng mà bên trong thuyền thái dương không có động tĩnh gì không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì nội tâm tần mục trầm xuống hồ linh nhi nói công tử không nhìn thấy hoàng tiên và thủ hành phong tần mục lấy lại bình tĩnh tiếp tục sử dụng thần nhãn trong đôi mắt bắn ra thần quang hắn dò xét bốn phía phát hiện sau lưng tư bà bà có một thần linh thượng thương đứng trên không tay chập kiếm chỉ chỉ hướng ót của tư bà bà nhưng thần linh bị định trụ trên không trung không nhúc nhích sau đó hắn nhìn thấy thần linh khác đó là thượng thương hoa quân một nữ tử dưới chân trăm hoa nở rộ bay khắp bầu trời giống như hoa mọc ra từ không trung nàng đứng trong một đó hoa dường như đang tấn công lực trường của đại la thiên tinh nhưng nàng vẫn đứng giữa hư không không nhúc nhích tần mục lại nhìn thấy thần linh thứ ba bầu trời thuyền thái dương một thần linh dơ vuốt dường như đang công kích người nào đó trên thuyền nhưng hắn cũng bị định trụ trên không trung tần mục nhìn về nơi xa hơn hắn nhìn thấy chúng thần thượng thương các thần linh kia bày ra các tư thái khác nhau giống như đột nhiên đứng im trong chiến đấu không có bất kỳ thần linh nào động đậy bọn họ chết rồi sao tần mục muốn ổn định tâm thần hắn vẫn khó ổn định nổi hình ảnh này quá kỳ lạ tất cả mọi người đứng tại chỗ không nhúc nhích giống như thời gian dừng trôi nếu thời gian nơi này dừng trôi vì cái gì không ảnh hưởng đến đám người tần mục chủ công có lẽ bọn họ đều còn sống sao vương thần nói ta còn có thể cảm ứng được khí tức của bọn họ hô hấp vẫn kéo dài như cũ chỉ có mấy người không thở nhưng cổ quái chính là nguyên thần của bọn họ đều không ở trong người dường như nguyên thần đột nhiên bị kéo ra khỏi thân thể tần mục hơi ngẩn ra nguyên thần bị kéo ra khỏi thân thể sao vương thần gật đầu nói những thân thể này không có nguyên thần ta thấy trận thế của tư bà bà và đám người duyên khang quốc sư hẳn là một loại trận thế nguyên thần thần thông đột nhiên bộc phát kéo nguyên thần bọn họ ra khỏi thân thể căn cứ suy đoán của ta bọn họ thương vong quá lớn cho nên định dùng nguyên thần chiến đấu tần mục thở phào nhẹ nhõm trong lòng hơi yên tâm bọn họ không chết mà là mượn nhiều nguyên thần chiến đấu Sao vương thần, người kiến thức rộng rãi, có biết nguyên thần của bọn họ đi nơi nào? Sao vương thần nói, tốc độ nguyên thần cực nhanh, chỉ nháy mắt đã đi mấy vạn dặm, lùi tới đại thiên hư không? Nguyên thần của bọn họ cũng không ở chỗ này, còn ở nơi nào? Ta không biết, tần mục ngơ ngác, đột nhiên khàn giọng nói, có mấy người không còn hơi thở. Sao vương thần chỉ vào dược sư, người què, người điếc, sau đó là côn vương và hôi tiên trong đại la thiên tinh, trái tim tần mục sắp vỡ tung, sao vương thần thấp giọng nói còn có mấy thần linh thượng thương không còn thở hẳn là nguyên thần chiến bại vẻ mặt tần mục âm trầm đứng dậy đi tới thuyền thái dương nhìn thấy tất cả người trên thuyền thái dương đứng tại chỗ không nhúc nhích hiển nhiên lúc tư bà bà thi triển ra trận pháp nguyên thần đã kéo tất cả nguyên thần rời đi công tử hồ linh nhi nhìn gương mặt tần mục nội tâm bất an nói công tử bọn họ bọn họ sẽ không chết tần mục nhắm mắt lại đột nhiên hắn mở mắt ra lần nữa trầm giọng nói giao vương thần người lên đây mượn pháp lực cùng ta ta muốn dùng pháp lực thần ma sử dụng khiên hồn dẫn chỉ cần hồn phách của bọn họ không diệt ta có thể gọi hồn phách của bọn họ về giao vương thần do dự nói công tử nhục thể của ngươi chưa hẳn chịu được pháp lực của ta ta khác với những giao long này ta là thần linh bọn chúng không phải ngươi mượn pháp lực của bọn chúng thần kiều thần tàng của ngươi còn có thể chịu được nhưng mượn pháp lực của ta thần kiều thần tàng bởi vì thần kiều gãy nát không có khả năng đi vào cảnh giới tiếp theo chỉ làm thần kiều thần tàng căng nứt tần mục quả quyết nói bảo ngươi lên ngươi lên đi giao vương thần bất đắc dĩ hắn thả thân thể đám người lão đạo chủ lão như lai xuống nói chủ công ta hóa thành đại long nằm trong cuộc sống của ngươi chống đỡ nhục thể của ngươi không đến mức làm nhục thể của ngươi căng nứt ra nhưng ta không thể bảo vệ thần tàng nếu như chủ công không chịu nổi chỉ cần nói một tiếng thì ta thu hồi pháp lực lên thân giao vương thần thu nhỏ lại hóa thành một dao long màu xanh ngọc ngay sau đó hắn nằm sau lưng tần mục giao long thần dần dần, dần biến mất hắn hóa thành hình xăm dao long trên lưng tần mục tần mục vận dụng ngự long quyết pháp lực bày dao rót vào người hắn thân thể hắn như nổ tung thất tinh thần tàng thiên nhân thần tàng sinh tử thần tàng và thần kiều thần tàng đều mở ra pháp lực bày dao cực kỳ hùng hậu cũng tràn ngập thần kiều của hắn sau đó hắn điều động pháp lực giao vương thần pháp lực hùng hồn xuyên phá thần kiều thần tàng lao thẳng đến thiên đình nguyên thần tần mục bị pháp lực xung kích từ thần kiều vượt qua bờ bên kia pháp lực cuồng bạo nâng hắn lên thiên cung nhưng pháp lực giao vương thần còn chưa đủ giúp hắn chống đỡ thiên đình thiên cung hắn dừng ở trước thiên đình nam thiên môn chỉ có thể xem như mới nhập môn thần kiều chủ công không gãy giao vương thần khiếp sợ khó hiểu nhưng vào lúc này tần mục phát động pháp lực vô cùng hùng hậu miệng nói ma ngữ tối nghĩa và vận dụng khiên hồn dẫn khiên hồn dẫn là pháp thuật cửu u môn cũng không phải thần thông ghê gớm trong duyên khang quốc nhưng môn thần thông này tạo thành náo động lớn lúc trước khi tần mục đi vào thái học viện học tập công pháp thần thông không lựa chọn thần thông uy lực kinh người gì mà là khiên hồn dẫn và điều quỷ khiển thần phù tự lệnh. Hắn cho rằng hai loại pháp thuật này có chỗ khác thường, có thể phát huy ra uy lực không tưởng tượng nổi. Điều quỷ khiển thần phù tự lệnh là pháp thuật đô thiên ma vương lưu lại duyên khang quốc, nu đồ mượn pháp thuật thần thông tới chiếm lĩnh duyên khang, di dân thế giới này. Chỉ sợ lai lịch của khiên hồn dẫn cũng không phải cửu u môn sáng tạo ra, dường như pháp thuật thần thông này có liên hệ với u đô. Tần mục hoài nghi pháp thuật này vô cùng có khả năng đến từ u đô, thuộc về pháp thuật hồn phách tại u đô hắn không hiểu ngôn ngữ Udo, cũng không biết nhiều về Udo thế giới thần bí, cho nên không thể mở rộng pháp thuật tới cực hạn. Nhưng dù vậy, trình độ khiên hồn dẫn của hắn còn vượt xa cửu U Môn năm xưa, thừa thiên môn, mở, tần mục quát lớn, đột nhiên một cánh cửa mở ra sau lưng hắn, pháp lực hắn cùng bạo, thừa thiên môn cũng biến lớn, cánh cửa cao mấy trăm trượng, hai cánh cửa mở ra, bên trong xuất hiện Udo thế giới, ma khí cuồn cuộn tuôn ra xâm nhập hắc ám đại khư, tràn ngập ký tức ma thần đáng sợ thần thông giả cửu u môn căn bản không có khả năng luyện thành thừa thiên môn bọn họ chỉ mượn dùng pháp thuật khiên hồn dẫn hình thành cánh cửa nối với u đô tần mục lại có thể hắn luyện ra thừa thiên môn mới là thừa thiên môn chính tông sau khi cánh cửa mở ra pháp thuật khiên hồn dẫn lập tức bộc phát uy lực từng đạo phủ lệnh tỏa ra u quang sông vào u đô ánh sáng phủ lệnh chiếu rọi và nối liền con đường trong bóng tối cầu nối không ngừng tiến sâu vào bóng tối sau một lúc lâu đột nhiên núi đá tung bay lòng đất xuất hiện xương khô khoa tay môi chân bạn đang xem mục thần ký tại kênh youtube di các phim khắp mặt đất có nhiều xương khô đứng lên thậm chí lực lượng quỷ dị lan tràn khắp đại khư trong duyên khang quốc mặt đất đại khư và duyên khang không ngừng nhô lên đủ loại thi thể và xương khô nhào nhào bò ra khỏi mặt đất miệng đầu lâu khép mở muốn nói chuyện nhưng không phát ra âm thanh nào tần mục cao mày hắn dẫn dắt hồn phách u đô càng ngày càng nhiều nhưng đều là sinh linh hồn phách chung quanh cũng không thể dẫn hồn phách của đám người què và dược sư bọn họ không ở trong u đô không quản các ngươi bị thứ gì bắt đi ta sẽ tìm ra các ngươi tần mục cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng đột nhiên thừa thiên môn khuếch trương uy năng pháp thuật khiên hồn dẫn tăng vọt dược sư ra ra hồn trở về cho ta phía trước chính là phong đô sinh giới người chết một thần linh đầu chim dẫn đường nói với dược sư người què người điếc bạn cũ của các ngươi đang chờ đợi trên cầu nại hà bạn cũ dược sư mờ mịt nói bạn cũ gì thần linh đầu chim cười nói đến đó các người sẽ biết chờ đi lên cầu nại hà đám người dược sư và người què ngớ ra chỉ thấy trưởng thôn tay chân đều đủ đứng ở trung tâm cầu hắn mỉm cười và nói mấy vị gặp nhau trên cầu nại hà các ngươi còn hắn chưa nói xong khói đen đột nhiên bên dưới cầu nại hà cuồn cuộn một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện bên trong vòng xoáy có tiếng gầm lên giận dữ dược sư ra ra hồn trở về cho ta đám người dược sư và người què trên cầu cảm thấy trời đất quay cuồng bị lực lượng quỷ dị kéo vào trong vòng xoáy cũng hút ra ngoài bên trong phong đô thành có tiếng gầm lên đầy uy nghiêm yêu nghiệt phương nào dám can đảm gây sóng gió trong phong đô thân thể to lớn của diêm vương bay lên cúi người nhìn vào vòng xoáy nhìn thấy gương mặt tần mục sâu trong vòng xoáy diêm vương hơi ngẩn người bên trong phong đô thành từng thần ma phóng lên cao cũng đứng chung quanh diêm vương cùng nhìn vào vòng xoáy dưới cầu sắc mặt các thần ma thay đổi đang muốn ra tay thì diêm vương đưa tay trầm giọng nói không cần tùy hắn đi tất cả thần ma phong đô thành đều không hiểu thần thông dưới cầu là thần thông u đô u đô tới phong đô ta cướp người làm sao có thể nhẫn nhịn một thần ma nói tùy ý u đô làm loạn lại không lâu nữa phong đô ta không giữ được diêm vương chúng ta phản công u đô diêm vương lắc đầu giọng nói của hắn kỳ quái nói người kia dùng chính là thần thông u đô nhưng cũng không phải là thần ma u đô mà là khách vô ưu hương tới ta gặp qua gương mặt này rất tương tự người kia không cần truy cứu dưới áo choàng hắc ám ánh mắt của hắn giống như ánh nến theo đốt yếu ớt người vô ưu hương xuất hiện tiền triều mộng cũ ta đang chờ lão yến trở về tổ cũ xây mới tiếc rằng không gặp được lão yến chờ được tân yến trưởng thôn nói yên hội trở về lão yến tân yến rất khó phân rõ diêm vương cúi đầu nhìn xuống áo choàng lay động trên bầu trời phong đô thành cuồn cuộn thân thể hắn đi xa và biến mất trong thành trưởng thôn nhìn xuống dưới cầu thở dài ta còn tưởng rằng sẽ đoàn tụ với đám dược sư không nghĩ tới mục nhi triệu tập bọn họ trở về không biết nhục thể của bọn họ chết chưa nếu như thân thể chết rồi hơn phân nửa sẽ đoàn tụ tại phong đô Sư Tôn, dưới sông cầu Nại Hà xảy ra chuyện gì? Trong truyền thuyết đây là U Đô Hà, chúng ta gọi nó là Vong Xuyên Hà. Nhân hoàng đời trước đi tới bên cạnh hắn, cúi người nhìn xuống cầu, nói, trong này có rất nhiều cố sự, nhất thời khó nói rõ. Trong sông thường có ma quái, những ma quái này cũng tới từ U Đô, cực kỳ đáng sợ. Người vừa rồi thì triển thần thông U Đô cưỡng ép cướp người đã lên thông Vong Xuyên Hà đến nơi đây, lợi dụng thần thông đoạt người. Người thi triển thần thông Udo kia, người quen biết sao, hắn nhìn khuôn mặt trưởng thôn, ánh mắt lóe sáng, nói, vừa rồi ngươi ở gần nhất, nghe được giọng của người kia, ngươi cũng không ra tay ngăn cản. Trưởng thôn gật đầu, trong giọng nói mang theo kiêu ngạo, hắn là đệ tử của ta, nhân hoàng đương đại, thế nào lão tiện nhân, ta chọn đệ tử còn mạnh hơn ngươi đúng không? Phi, ta chọn đệ tử không phải là tên ngu ngốc ngươi sao, lão tiện nhân nạp mạng đi. Thân đoạn sơn mạch, bên trong lực trường đại la thiên tinh, đột nhiên đám người dược sư, người què, côn vương mở mắt, người đức nói, gai go nhục thể của ta đã chết, không thể thủ hộ nguyên thần. Côn vương và hôi tiên cũng tỉnh lại, sắc mặt thay đổi, nguyên thần của bọn họ rời khỏi thân thể quá lâu, thân thể đã bắt đầu tử vong. Vừa rồi giao vương thần phát giác bọn họ không còn hơi thở, nguyên nhân là do thân thể tử vong nên không có hơi thở. Mục nhi ngươi có thể kiên trì bao lâu? Dược sư sợ vội vàng đứng dậy, lấy ra đủ loại dược liệu và ngân châm, sắc mặt khẩn trương nói, nếu như ngươi có thể kiên trì một đoạn thời gian, ta cũng có thể kéo dài tính mạng cho chúng ta, làm thân thể sống lại. Tần Mục đứng trước Thừa Thiên Môn, tiếp tục mượn pháp lực bày giao và giao vương thần duy trì khiên hồn dẫn, nói, dược sư ra ra yên tâm, ta còn có thể kiên trì mấy ngày mấy đêm, không cần dùng lâu như vậy. Dược sư lấy ra một cái tổ ong, nói, ta trước dùng chú hồn trùng nối liền thân thể vào nguyên thần, lại dùng độc bổ dưỡng thân thể, độc đoạn nguyên thần liên hệ với phong đô và u đô, lại nuôi thế mệnh trùng chết thay chúng ta một lần. Hắn ném tổ ong lên, chỉ thấy tổ ong nổi giữa không trung, nhanh chóng biến lớn bên trong buồng ong cất dấu côn trùng to to nhỏ nhỏ và đủ các loại hạt giống kỳ dị côn trùng và trứng côn trùng màu trắng sữa không giống nhau dược sư nhanh chóng bồi độc chế thuốc cho mọi người uống trứng trùng lại sử dụng các thủ pháp biến ảo khó lường đánh vào thân mọi người trong cơ thể bọn họ phát ra tiếng tim đập dược sư lại dùng ngân châm cắm vào toàn thân mọi người người đức nhìn trứng côn trùng liền sợ hãi bị dược sư nắm trứng côn trùng nhét vào miệng hắn sắc mặt người đức tái xanh dược sư nhanh chóng đảo hố lấy tới mấy hạt giống ra giao xuống sau một lúc lâu cây con nhanh chóng đâm trời đâm hoa từng đóa hoa lớn xoay tròn cánh hoa đang vươn ra ngoài đều vào trong hoa mọi người đi vào trong hoa người què nói làng trung giang hồ hoa của ngươi là cái gì sờ vào béo múp míp sắc mặt dược sư khẩn trương nói đây không phải hoa là thế thân trùng không nên động để thế thân trùng nuốt các người vào thế thân trùng mọi người hơi ngẩn ra lại thấy từng đóa hoa lớn thu hẹp lại cánh hoa hợp lại và bao phủ bọn họ vào trong bao phủ rất chặt chẽ hoa này không phải hoa mà là một loại côn trùng kỳ lạ sau khi nuốt mọi người cánh hoa biến hóa thời gian dần qua đã mọc ra thân thể và tứ chi dáng dấp giống mọi người như đúc đám người tần mục ngây người nhìn thấy đám côn trùng này biến thành người không khác gì đám người côn vương và dược sư nhưng kỳ lạ chính là loại côn trùng này lại có khí tức của đám người dược sư côn vương thậm chí còn mô phỏng ra hồn phách và nguyên thần của bọn họ gần như giống nhau không ai có thể nhìn ra khác biệt càng quỷ dị hơn chính là thân thể đám người dược sư đang già yếu nhanh chóng trong khoảnh khắc tóc trắng xóa từ trung niên biến thành lão niên từ lão niên đến tử vong sau một lúc lâu đám người dược sư hao hết thọ nguyên ngã xuống đất bỏ mình không có hơi thở chỉ còn lại thi thể tần mục xô tan khiên hồn dẫn không biết khí tức quỷ dị tới từ nơi nào chỉ thấy hắc ám sâu trong thời không sôi trào giống như ánh đèn trong bóng tối một chiếc thuyền giấy bay tới lão già dưới đèn bão đứng lên xách theo đèn lồng chiếu vào thi thể đám dược sư nhìn thấy hồn phách đám người dược sư bay ra khỏi thân thể dường như không có chút ý thức nào thật thà đi lên thuyền giấy theo ánh đèn của lão già kia thuyền giấy quay đầu lão già âm sai treo đèn lên thuyền giấy lái vào hắc ám khí tức quỷ dị biến mất được rồi đã lừa gạt âm sai đột nhiên trong lòng đất có tiếng dược sư vang lên ngay sau đó mặt đất trồi lên đám người dược sư người què thoát ra khỏi túi côn trùng trên người dính đầy chất lòng dược sư rút ngân châm ra khỏi người bọn họ thân thể còn yếu ớt nguyên thần vẫn bất ổn như cũ dược sư kiểm tra một phen nói chú hồn trùng vẫn đục trong hồn phách các ngươi sẽ đục trong thân thể cần chữa trị nhục thể các ngươi trước thân thể khôi phục khi đó thân thể của các ngươi sẽ sống lại dược liệu trên người ta tiêu hao gần hết cũng không đủ linh dược tần mục vội vàng nói trên thuyền thái dương có thuần dương trì có thể khôi phục sinh mệnh lực nhanh chóng vậy thì dễ làm hơn nhiều dược sư thở phào nhẹ nhõm nói chúng ta đi ngâm trong thuần dương trì nhanh chóng điều dưỡng tốt thân thể những thế thân trùng kia không thể lừa gạt âm sai mọi người vội vàng đi tới thuyền thái dương tần mục xe nhẹ đường quen hắn dẫn bọn họ đi tới thuần dương trì mọi người ngâm trong đó cơ năng thân thể dần dần khôi phục nước trong ao dần dần ít đi tần mục nhìn thấy mọi người không nguy hiểm tính mạng vội vàng nói các vị nguyên thần của các ngươi đến nơi nào hôi tiên thở phào một hơi nói lúc ấy đại chiến thái dương thủ lái thuyền chạy đến trợ giúp nhưng thần linh thượng thương quả thực lợi hại đều là loại thần thông đạo pháp thần linh bảo uy lực mạnh mẽ đại tỷ nhị các bọn họ lần lượt chết trận thái dương thủ cũng bị giết lên thuyền tình huống ngàn cân treo sợi tóc quốc sư dẫn động chấn đỉnh tính toán đồng quy vu tận chấn thương thần linh nhưng phát sinh một quái sự tần mục lộ ra vẻ nghi hoặc đột nhiên tỉnh ngộ nói chấn đỉnh chấn xuyên qua hàng rào thế giới khác và duyên khang không phải người què lắc đầu nói là lực lượng chấn đỉnh bị thần đoạn sơn mạch hấp thu tần mục ngẩn ngơ người què tiếp tục nói lúc ấy ta thấy hỗn đản duyên khang quốc sư lấy chấn đỉnh ra ta liền biết không ổn ta lập tức cõng dược sư chạy trốn khoảng cách khá xa người điếc người lúc ấy khá gần, người nói với hắn, người điếc nhổ hai lỗ tai sát ra giặt trong thuần dương trì, lại cắm vào bên trong lỗ tai, nói, uy năng chấn đỉnh bộc phát, ta cũng biết không ổn, lập tức vẽ tranh tính toán nấp trong tranh tránh thoát một kiếp, không ngờ lực lượng chấn đỉnh quá kinh khủng, ta căn bản không kịp chạy trốn, thế giới trong tranh chôn vùi, ngay lúc này, thần đoạn sơn mạch bộc phát uy năng đáng sợ hấp thu lực lượng chấn đỉnh, tiếp theo, bầu trời và mặt đất xuất hiện lỗ lớn, bên kia lỗ lớn xuất hiện thế giới khác lúc đó bọn họ đang ác chiến duyên khang quốc sư bất chấp hậu quả đánh ra một đòn làm cho tất cả mọi người sợ tới mức hồn phi phách tán nhưng thần đoạn sơn mạch biến hóa đã cứu bọn họ một kiếp bọn họ không kịp kiểm tra tình hình thế giới khác lại lâm vào khổ chiến thực lực hoa quân và ngôn tinh quân quá mạnh khó đấu lại địch thủ hoa quân tiến đánh thuyền thái dương tính toán giết chết viêm tinh tinh tình hình nguy cấp tư bà và phát hiện không ổn triệu tập mọi người bố trí đại la thiên tinh trận nàng cũng cưỡng ép thúc giục đại la thiên tinh trận cũng kéo nguyên thần mọi người ra khỏi thân thể tính toán nguyên thần đại chiến sau đó chúng ta đi vào trong thế giới kỳ dị người điếc suy nghĩ xuất thần nói bên dưới thần đoạn sơn mạch có một thế giới kỳ dị hẳn là hẳn là côn vương kiến thức rộng rãi nói một thế giới trong thần ma trọng khí người điếc gật đầu nói ở chỗ đó chúng ta đều bị nhốt lại nhưng vẫn không ngừng chém giết cuối cùng mấy người chúng ta bị đánh chết sau khi chúng ta chết liền phát giác có sức mạnh kỳ dị xâm nhập thế giới kia sau đó liền nhìn thấy thần linh đầu chim vỗ cánh bay tới từ đó dẫn chúng ta đến phong đô nói là đi gặp bạn cũ vừa mới nhìn thấy trưởng thôn liền bị mục nhi kéo lại trưởng thôn đang ở phong đô tần mục kinh ngạc đột nhiên trong lòng đau xót siết chặt nắm đấm trưởng thôn ta nhất định sẽ đi phong đô cứu người ra càng làm cho người ta khiếp sợ là phía dưới thần đoạn sơn mạch ẩn chứa lực lượng không tên ngăn cản uy năng của chấn đình hơn nữa còn kéo nguyên thần bọn họ vào trong đó trọng khi đó là gì tại sao lại bị chôn ở chỗ này trọng khí là ai tạo ai chôn nói như vậy tượng đá ma thần dị vực đang tìm kiếm chính là trọng khí này nguyên thần của tư bà bà và đám người thượng thương đều ở trong trọng khí hắn mới vừa nghĩ tới đây đột nhiên mặt đất chấn động dãy núi xa xa tung bay một pho tượng đá xoay tròn phá vỡ mặt đất từ từ dâng lên dường như tượng đá ma thần dị vực đang tìm kiếm cái gì đó cùng lúc đó trong bóng tối xuất hiện chấn động tần mục ngưng mắt nhìn lại từng pho tượng đá đi tới nơi đây bọn họ tìm được trọng khí, sắc mặt tần mục thay đổi. Tần mục tu luyện thần thông truyền tống thiên ma giáo khác biệt rất lớn với phương pháp huyết tế truyền tống của các ma thần. dị vực ma thần sử dụng huyết tế truyền tống càng thêm nguyên thủy, càng thêm cổ xưa. Thần thông truyền tống thiên ma giáo lại xây dựng trên không gian thuật số, cần phải có trình độ thuật số rất cao mới làm được. Hai loại thần thông khác biệt lớn nhất chính là thần thông truyền tống thiên ma giáo biết nó hoạt động thế nào, từ giải đến hiểu, mà huyết tế truyền tống lại không biết dùng như thế nào, không cầu giải, chỉ cầu dùng tốt cho nên tần mục mới có khả năng phá giải năng lực truyền tống của bọn họ. Hồi tiên, ngươi mang theo ta và đích gia gia tiến xuống lòng đất, ta cần xem bọn chúng bố trí phủ văn trên tế đàn, sau đó thì triển thần thông truyền tống. Điếc gia gia vẽ ra phủ văn thi triển thần thông truyền tống, giao vương thần, người cũng theo tới, ta cần dùng pháp lực của người, tần mục nhanh chóng nói, dược sư gia gia, các người lưu ở nơi đây, bảo vệ thân thể tư bà bà và đám người quốc sư, hắn thương nghị xong, hồi tiên lập tức mang theo bọn họ ra khỏi thuyền Thái Dương, nói các người không nên động ta mang theo các ngươi đi xuyên trong lòng đất dứt lời hơi lắc người hóa thành một con chuột lớn một đoàn yêu phong quấn lấy tần mục và người điếc cùng giao vương thần chui vào lòng đất tần mục cảm thấy bản thân đi nhanh trong lòng đất đột nhiên thân thể dừng lại trước mắt biến thành mênh mông bốn phía quả nhiên bao la như lời hôi tiên nói một pho tượng thần trồi lên mặt đất kết quả bị từng sợi dây xích vây khốn từng dây xích thô to và từng tòa cung điện chấn áp bên dưới cung điện lại có dây xích kéo dài khóa hai hướng bắc nam của trường đao trường đao sáng rực bị dây xích khóa lại, dường như lo lắng trường đao bay đi. Thanh đao này quá dài, đến mức tần mục không tưởng tượng ra ai có thể điều khiển cây đao này. Thời điểm tượng thần xui xẻo trồi lên, vừa vặn đâm vào lưỡi đao, chắc chắn đã cắt vào mi tâm của tượng thần. Trên bàn tay của tượng thần đang có hơn 10 tượng đá đang bận rộn, dựng một tòa tế đàn thật lớn. Những tượng đá và tế đàn rất khổng lồ, nhưng so sánh với tượng thần thì rất nhỏ bé. Đương nhiên, tần mục và người đế càng không có ý nghĩa. Tần mục thôi thúc cửu trọng thiên khai nhãn pháp, Tinh tế kiểm tra ấn ký phủ văn trên tế đàn, cũng ghi nhớ những ấn ký kia. Hôi tiên mang theo hắn đi qua lại bốn phía, qua thật lâu, cuối cùng cũng quan sát kỹ ấn ký phủ văn trên tế đàn. Hôi tiên dừng lại, Tần mục trầm ngâm nói: Chúng ta đi vào trong cung điện kia, ta đặt chân ở nơi đó, tính toán một phen. Hôi tiên mang theo bọn họ đi vào cung điện. và cung điện này có cổ nối thật dài dính vào nhau, dường như lúc trước có người đến nơi này và cư trú tại đó, trông coi không gian lòng đất. Tần mục đạp vào mặt đất, hắn nhìn chung quanh nhìn thấy cửa của đại điện bị khóa lại dùng thần nhãn quan sát trên cánh cửa có phong ấn nghiêm phong cực kỳ phức tạp khó mà tiến vào bên trong ở ngay chỗ này tần mục lấy ra một cái túi thao thiết hắn tìm kiếm bên trong một phen hắn sử dụng các công cụ tính toán như vô cực bàn thái cực bàn ngũ hành châu bắt quái bàn rực rỡ môn màu tính ra hàng trăm cho dù chỉ một loại bắt quái bàn cũng có cấu tạo khác biệt hơn nữa đủ loại hào và què cũng có thể di chuyển cấu tạo khác biệt sẽ cần tính toán khác nhau hắn dùng nguyên khí nâng những công cụ tính toán này lên công cụ tính toán không ngừng hoạt động tổ hợp lần nữa sắp xếp tính toán phức tạp đám người hôi tiên và người điếc nghẹn họng nhìn chân chối choáng đầu hoa mắt sau một lúc lâu trên không xuất hiện công cụ tính toán lớn người trượng nhị tiến tứ tiến lục tiến bát tiến cửu tiến thập tiến thập lục tiến lục thấp tứ tiến tần mục không ngừng vận chuyển rất nhiều công cụ tính toán âm thanh răng rắc vang lên không dứt bên tai trên không có đủ các hạt châu tính toán không ngừng nhảy lên xuống còn có từng cây cột lập phương hoặc dài hoặc ngắn không ngừng diễn tiến nhìn hiểu không hồi tiên nhỏ giọng hỏi thăm người điếc người đức khoát tay nói ta không nghe thấy hồi tiên dở khóc dở cười đột nhiên tần mục run túi thao thiết các công cụ tính toán trên không bay vào trong túi thao thiết biến mất không thấy gì nữa tính toán được rồi điếc ra ra giao cho người tần mục phấn chấn tinh thần thôi thúc nguyên khí trên không trung hiện ra một bộ trận pháp thần thông truyền tống đủ loại phù văn sáng lên người đức nhìn sang nâng bút vẽ tranh trên không trung bút tàu long xa nhanh chóng vẽ ra một bức trận đồ đủ loại ấn ký phủ văn không khác gì thần thông truyền tống tần mục vừa vẽ hắn sử dụng kỹ xảo họa đạo chính là kỹ xảo thế giới trong tranh mà tần mục từng nhắc tới họa đạo của hắn lúc trước là từ trong ra ngoài vẽ gió sẽ xuất hiện gió tranh lôi thì xuất hiện lôi bây giờ là từ ngoài vào trong trong tranh có thế giới tần mục phân tán thần thông truyền tống lại thôi thúc nguyên khí vẽ truyền tống trận pháp khác trên không trung người điếc vẽ ra hai bức tranh truyền tống hồi tiên tiếp cận nhìn vào trong tranh hắn ngơ ngác người điếc rõ ràng vẽ tranh trong mặt phẳng nếu nhìn vào bên trong lại có thể nhìn thấy trong mặt phẳng có không gian không khác nhiều tần mục thi triển thần thông truyền tống bởi vì tu vi tần mục bị hạn chế phạm vi thi triển thần thông bao phủ cũng không lớn uy lực cũng không mạnh nhưng người điếc vẽ ra nhìn không lớn hắn tiếp cận nhìn vào trong tranh hắn rất nảy mình không gian trong bức họa rất lớn chỉ sợ có phạm vi vài dòng tần mục lại thi triển thần thông truyền tống người điếc vẽ ra bức tranh thứ ba người điếc vẽ xong tần mục lại trải bức tranh thứ ba dưới lòng bàn chân người đức hơi ngẩn ra không hiểu ý của hắn nhưng vẫn làm theo trong mắt tần mục bán ra tia sáng nhìn lên cây đao nói điếc ra ra bức thứ nhất để ở chỗ này người điếc nâng bút nhảy lên bản vẽ thứ nhất bay ra cũng rơi vào trong ánh mắt của hắn bức tranh kia cũng biến mất tần mục tính nhầm một lát trong mắt bắn ra tia sáng rơi vào vị trí phần bụng tượng thần nói bức tranh thứ hai ở đây người điếc vạch một cái bức tranh thứ hai bay ra không sai chút nào bức tranh thứ hai biến mất tần mục thở phào nhẹ nhõm cười nói cứ như vậy vực ngoại ma tộc không thể thông qua huyết tế truyền tống đến đây hồi tiên khẽ nhíu mày hỏi như vậy là được tần mục gật đầu hồi tiên vẫn không yên lòng nói người xác định nếu đại quân ma tộc truyền tống tới bản thân huyết tế tượng thần sẽ khôi phục sẽ dâng lên đại hoạn ngọc trời người xác định hai loại thần thông truyền tống của ngươi có thể nhiễu loạn tế đàn của bọn chúng người điếc cũng có chút không quá yên tâm khẩn trương nói mục nhi bức tranh thứ ba sẽ truyền tống đại quân ma tộc đến nơi nào tần mục do dự nói ta không cách nào thay đổi truyền tống của bọn họ chỉ có thể tiến hành quấy nhiễu hôi tiên thở dài chỉ có thể quấy dày nói cách khác những đại quân ma tộc kia vẫn bị truyền tới tần mục gật đầu giải thích truyền tống liên lụy đến không gian na di không gian na di phải tiến hành tính toán cẩn thận ta dùng hai loại truyền tống trận pháp tới quấy nhiễu ở giữa kính tượng giữa hai bên mặc dù mức độ quấy nhiễu không lớn nhưng với thuật số tính toán cẩn thận sai một ly đi nghìn dặm thậm chí cả vạn dặm nên không được phép có sai lầm chỉ cần bọn họ khởi động hai tế đàn sẽ tần nhân hoàng như vậy không được hồi tiên quả quyết nói đây là đại sự sinh tồn và hủy diệt không thể dựa sai lệch trong gang tấc không được ta đi tìm độc vương bảo độc vương hạ độc hạ độc chết tất cả đại quân ma tộc các ngươi đi theo ta hắn hóa thành yêu phong quấn lấy ba người đang muốn rời khỏi không gian lòng đất đột nhiên có lực lượng thời không xa xôi từ thế giới khác truyền tới không gian chung quanh bọn họ vặn vẹo đình đầu bọn họ cách đá rộng lớn vạn vẹo xoay tròn hình thành một vòng xoáy khổng lồ bên trong vòng xoáy đều bị bóp méo và dần dần biến thành hư vô ông ánh sáng truyền tống thô to sinh ra từ cột sáng xuyên qua và chiếu sáng tế đàn trên bàn tay tượng thần ánh sáng từ thế giới khác xuyên thấu qua bản vẽ đầu tiên của người điếc chiếu vào trên tế đàn từng pho tượng đá đứng nghiêm trên lòng bàn tay nửa ngồi nửa quý chung quanh tế đàn trong miệng tung niệm ma ngữ giống như đang đọc chú ngữ nhưng vào lúc này người điếc vẽ bức tranh truyền tống trận thứ hai sáng lên cột sáng thô to bị sửa đổi rất nhỏ loại sửa đổi này khó mà phát giác đột nhiên bóng dáng vô số đại quân ma tộc xuất hiện trong cột sáng truyền tống đại quân ma tộc tính bằng hàng vạn chạy từ thế giới khác đến muộn hồi tiên cảm giác nội tâm lạnh buốt hắn vừa mới nghĩ tới đây dị biến nảy sinh vô số đại quân ma tộc bên trong ánh sáng truyền tống vặn vẹo ánh sáng tan vỡ và hóa thành vô số thi thể toàn bộ cột sáng vô cùng thô to di chuyển và biến thành màu đỏ rực vô số sinh linh đang kêu rên trong cột sáng nhưng không có chút tác dụng nào hôi tiên giật mình tần mục nói dao vương thần lên thân hôi tiên vội vàng nhìn sang tần mục lại thấy tần mục đang đứng ở trung tâm bức tranh thứ ba dao vương thần nhập thân vào trên lưng tần mục hóa thành hoa văn hình rồng khi thế tần mục tăng vọt vẻ mặt lại u ám thừa thiên môn phía sau hắn xuất hiện một cánh cửa vĩ đại cột sáng di chuyển và lao về phía hắn vô số đại quân ma tộc xuyên qua cánh cửa đột nhiên một thi thể bị ném ra khỏi cánh cửa nó rơi xuống dưới chân của hắn đó là thi thể ma tộc bị truyền tống tới cỗ thi thể này tứ chi vạn vẹo đầu sinh trường ở ngực có lẽ không gian truyền tống sai lầm và gây dựng lại thân thể của hắn nguyên thần gây dựng lại đến mức thân thể và nguyên thần rối loạn thân thể ma tộc chết oan chết uổng nguyên thần bị lưu lại trong u đô bành 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 đột nhiên vô số thi thể phun ra bên trong thừa thiên môn trong nháy mắt chung quanh tần mục xuất hiện một núi thi thể núi thây càng chất chồng cũng chất đầy cung điện này các vị chớ có trách ta đột nhiên hắn thúc giục bức tranh thứ ba truyền tống trận pháp to lớn bộc phát ánh sáng lóa mắt cũng đưa mọi thứ chung quanh ra ngoài hôi tiên người điếc cũng bị truyền tống ra ngoài bọn họ xuất hiện giữa không trung còn chưa rơi xuống đất lại nhìn thấy bên trong bầu trời xuất hiện vô số chân cụt tai đất, bên trong hắc ám đại khứ xuất hiện rất nhiều thi thể rơi xuống bọn họ ngẩng đầu nhìn lên một bên khác của ánh sáng truyền tống thừa thiên môn nguy nga đứng vững thiếu niên đứng trước cánh cửa hắn tự tay mai táng hàng vạn đại quân ma tộc kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé cảm ơn mọi người